Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 542. Hắn nhìn trời một chút nữ, thiên nữ lại là số 1, số 2 là Ma Phi Thiên. Nói cách khác, vòng bán kết là thiên nữ cùng Ma Phi Thiên trước đánh, sau đó liền là Chu Võ Hoàng cùng Diệp Thần. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, xem ra chúng ta muốn tại tổng quyết tái mới có thể giao thủ. Ma Phi Thiên liếc qua Diệp Thần, lớn cười nói. Đừng cao hứng quá sớm, Ma Phi Thiên, người có thể thắng được ta lại nói. Thiên nữ giơ kiếm làm ngực, đạm mạc nói ra. Chu Võ Hoàng cười lạnh, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, hôm nay ta và ngươi, chỉ có thể có một cái sống sót đi xuống lôi đài. Diệp Thần thản nhiên nói, vậy liền rửa mắt mà đợi. Tranh tài trình tự quyết ra, toàn trường người hiện xem đều oanh động lên, Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, thiên nữ bốn người, có thể nói là đương thời không không lúc nào không, cấp cao nhất thiên tài, bốn người tranh đấu chiến đấu, không thể nghi ngờ là vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Đến, bắt đầu phiên giao dịch rồi, đại gia xem trọng người nào, liền đến nơi này của ta đặt cược. Lúc này, có người mở đánh cược bàn khẩu, lập tức hấp dẫn đại lượng người xem tập trung. Bắt đầu phiên giao dịch người, lại là vừa vặn đối mặt Ma Phi Thiên, trực tiếp nhận thua cái kia Vương Kim Bảo, hắn là đạo tông tài thần lão tổ đệ tử, không thể không nói, vơ vét của cải có một tay, lại vào thời khắc này mở bàn khẩu. Diệp Thần nhìn một chút cái kia bàn khẩu tỷ lệ đặt cược, bốn người tỷ lệ đặt cược đều không khác mấy, bởi vì hắn cùng Ma Phi Thiên đám người, đều có các át chủ bài, tại chiến đấu không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không biết sinh tử thắng bại. Tôn Di nhìn thấy có đánh cược bàn khẩu, lập tức liền đi ra phía trước, xoay chuyển ánh mắt, đem chính mình thảo thần vòng hoa hái xuống, áp tại bàn khẩu bên trên, nói ta muốn cược Diệp Thần thắng. Đánh cược ta thảo thần quyền hành. Thấy cảnh này, toàn trường người xem chấn động. Tuy nói cửu thần thời đại đã qua, nhưng cửu thần quyền hành, vẫn là vô cùng đáng tiền. Tôn Di, đừng quấy rối. Diệp Thần trầm giọng quát bảo ngưng lại. Không nghĩ tới Tôn Di thế mà sẽ cầm thảo thần quyền hành làm tiền đặt cược, mặc dù hắn đối với mình đoạt giải quán quân cũng có lòng tin, nhưng Tôn Di cược lớn như vậy, vẫn là sẽ cho hắn tạo thành tương đối lớn áp lực. Dù sao, tại cửu thần quyền hành bên trong, thảo thần quyền hành là đặc thù nhất tồn tại. Luận sức chiến đấu, thảo thần khả năng so ra kém băng thần, hỏa thần, thủy thần các loại, nhưng thảo thần đạo thống bên trong, có một cái vô cùng vĩ đại khái niệm, cái kia chính là rừng rậm sách. Một khi đem rừng rậm sách chế tạo thành công, cái kia giá trị đem không thể đo lường, có thể chế tạo ra một gốc thông hướng tinh không bỉ ngạn đại thụ, dọc theo đại thụ trực tiếp leo đến bỉ ngạn bên trong. Nhìn thấy Tôn Di xuất ra thảo thần quyền hành làm tiền đặt cược, Vương Kim Bảo cũng là giật nảy mình, liên tục khoát tay nói, cô nương, người tiền đặt cược này quá lớn, ta tiếp không dậy nổi. Tôn Di lông mày nhíu lại, nói, ngươi không phải tài thần lão tổ đệ tử sao? Chẳng lẽ tài thần lão tổ còn không có tiền? Nàng chế tạo rừng rậm sách, còn có Diệp Thần chế tạo luân hồi sách, đều cần đại lượng tài nguyên, nếu là lần này đánh cược nàng có thể cược thắng, là có thể thu hoạch được một bút phong phú tài nguyên. Vương Kim Bảo lộ ra một vệt cười khổ, tầm mắt nhìn về phía đạo tông bên trong tài thần lão tổ, nghe hắn bảo cho biết. Tài thần lão tổ gọi Bàng Kinh Thiên, là cái uy nghiêm cẩn thận lão giả, tướng mạo có chút gầy gò, cùng tài thần hai chữ không quá tương xứng. Nhưng hắn lại là không không lúc nào không nhất người có tiền, đạo tông bảo khố liền là hắn trưởng quản, Sa Thành cũng là hắn chủ hoạch kiến lập. Tại đạo tông bát tổ bên trong, tài thần lão tổ thực lực cũng không mạnh, nhưng là vô cùng nặng được như vậy, nếu như không có hắn, thậm chí toàn bộ đạo tông đều không thể vận hành xuống. Tài thần lão tổ cau mày nói, thảo thần quyền hành sau lưng, mang theo rừng rậm sách vĩ đại khái niệm, không thể coi thường, giá trị không thể đo lường, Tôn Di cô nương. Người tiền đặt cược này hoàn toàn chính xác quá lớn, vẫn là đem Vương Miện Thu trở về đi. Tôn Di nhếch miệng, nàng còn muốn đánh cược một trận, không nghĩ tới tài thần lão tổ không chịu tiếp. Nàng liền muốn thu hồi thảo thần vòng hoa, đã thấy đạo tông trận doanh bên trong, có một thanh âm vang lên. Chậm đã, chỉ thấy một cái lão giả chậm rãi đứng lên, lại có thể là Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn Đà. Ta tới đón người tiền đặt cược. Hoa Tổ nhìn chằm chằm Tôn Di. Dứt khoát nói. Hắn tu luyện thảo dược chi đạo, thảo thần quyền hành, với hắn mà nói, có thiên đại tác dụng. Mạc Uyên Mạn Đà, là ngươi lão già này. Tôn Di hừ một tiếng, Hoa Tổ năm đó từng nhiều lần chèn ép thảo thần phái, nàng kế thừa thảo thần đạo thống,
đối Hoa Tổ tự nhiên cũng là hận ý tràn đầy. Diệp Thần không nghĩ tới Hoa Tổ sẽ đứng lên, Hoa Tổ có thể là hại chết Cầm Đế cùng độc thủ Dược Thần hung thủ, nếu là hắn lấy được Thảo Thần quyền hành, thì còn đến đâu? Tôn Di, đừng làm rộn, Diệp Thần kêu lên. Tôn Di nhìn thẳng Hoa Tổ, nói, Mạc Uyên Mạn Đà, người muốn lấy cái gì ra tới cùng ta cược? Hoa Tổ cười hắc hắc, nói, liền lấy ta Mạn Đà Sơn Trang bên trong hết thảy bảo vật, ta vạn cổ dùng để tích lũy thiên tài địa bảo, dùng làm tặng thưởng, đủ tư cách đánh cược với ngươi sao? Tôn Di cười nói, cái kia đủ rồi, quyết định như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ta liền đem Thảo Thần quyền hành truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi thua, ngươi liền đem ngươi toàn bộ tài sản đều đưa cho ta. Nàng nghĩ đến Hoa Tổ là cao quý đạo tông bát tổ một trong, vạn cổ đến nay không biết thu liễm nhiều ít bảo vật, nếu là nàng có thể thắng tới tay, cái kia chính là muốn đại phát hoành tài. Hoa Tổ cười nói, có khả năng, có thể, không có vấn đề. Diệp Thần nói, Tôn Di, đủ. Tôn Di quay đầu nhìn xem Diệp Thần, cười nói, thế nào, Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi sẽ thua sao? Diệp Thần lập tức nghẹn lời, hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu. Hắn tự nhiên không thể diệt uy phong của mình, chỉ bất quá Tôn Di cược đến quá lớn, nếu là mất đi Thảo Thần quyền hành, nàng thậm chí không cách nào lại tại không không lúc nào không dừng chân. Tôn Di một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, cười nói, quyết định như vậy đi, Hoa Tổ, người cũng không thể chơi xấu. Hoa Tổ lạnh nhạt nói, tự nhiên, ở đây quần hùng làm chứng. Toàn trường oanh động, Hoa Tổ xuất ra toàn bộ tài sản, đi cược Tôn Di Thảo Thần quyền hành. Đây chính là kinh thiên đánh cược, mặc kệ ai thua ai thắng, đều đủ để rung động không không thời không. Hoa Tổ đôi mắt híp lại, quan sát Diệp Thần, lại nhìn một chút Ma Phi Thiên, nghĩ thầm, luân hồi chi chủ tiểu tử này, hắn coi như lợi hại hơn nữa, có cực đạo ma tôn lợi hại sao? Người thắng cuối cùng, tất nhiên là cực đạo ma tôn. Ha ha, Thảo Thần quyền hành cũng là của ta. Diệp Thần thở dài một hơi, cũng chỉ đành tùy theo Tôn Di, nếu có thể cược thắng. Vơ vét đi Hoa Tổ toàn bộ tài sản, đó cũng là ghê gớm tạo hóa. Tốt, tập trung cũng nên không sai biệt lắm kết thúc. Tứ cường vòng bán kết, hiện tại bắt đầu. Đầu tiên cho mời Ma Phi Thiên cùng Nhậm Thiên Nữ lên sàn. Thiên Pháp Hiện Lộ Nguyệt chủ trì tranh tài, Thiên Nữ cùng Ma Phi Thiên nghe tiếng lên sàn. Hai người đứng ở trên lôi đài, một cái một thân áo bào đen, một cái một thân áo bào trắng, một cái ma khí xâm nhiên. Như là trên trời hàng ma chủ, một cái thần quang tỏa sáng, như tinh không phía trên nữ thần. Thiên nữ, tướng mạo của ngươi dáng người, đều là cực phẩm, cuộc quyết đấu này muốn là ta thắng, ngươi cho ta đỉnh lô như thế nào? Ma Phi Thiên liếm môi một cái, liền ngay trước toàn trường quần hùng trước mặt, phát ngôn bừa bãi, ánh mắt mang theo một vệt tham lam, tại thiên nữ kiều khu bên trên du động, không chút nào che giấu chính mình khát vọng. Dưới đài. Thiên Khải Chí Tôn thấy thế, nhướng mày. Đã từng, Ma Phi Thiên là trong lòng của hắn Hải Đăng, hắn coi là thiên thần, coi là Ma Phi Thiên chấp trưởng lấy hắc ám, tất có lớn khát vọng, đại dã tâm, hắn đi theo Ma Phi Thiên, có thể thành lập kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Nhưng dần dần, hắn phát hiện, Ma Phi Thiên cũng không có cái gì dã vọng, hắn liền là thuần túy ác, thuần túy hắc ám cùng ngoan độc. Tại tinh không tranh bá thi đấu vòng thứ hai thời điểm tranh tài. Ma Phi Thiên liền tại địa phủ tà quân trước mặt nói thẳng, hắn nhân sinh thống khoái nhất sự tình, liền là công diệt kẻ địch quê hương, nắm nam tử toàn bộ giết chết, lại đi mút vào bọn hắn thê nữ bờ môi. Về phần tại sao làm như vậy, không tại sao, hắn chỉ muốn thấy cái thế giới này bùng cháy, thấy quê hương của người khác máu chảy thành sông, hắn liền thấy thoải mái. Như vậy thuần túy ác, có thể nói là trời sinh đại ma đầu, theo góc độ nào đó tới nói. So hồn thiên đế cùng sử thần còn muốn đáng sợ hơn. Đối với cái này, Thiên Khải Chí Tôn cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng đã vô pháp thay đổi cái gì. Ma Phi Thiên, người câm miệng cho ta. Thiên nữ tầm mắt phát lạnh, vung lên thần chu thiên kiếm, xuất thủ trước, hướng về Ma Phi Thiên chém đi. Thiên đường sáu thức, cửu thiên cân nhắc quyết định. Một vệt sáng chói thánh quang, theo thiên nữ thần kiếm bên trên nổ lên, kiếm khí thần thánh mà rộng rãi. Như ngân hà rủ xuống, cuồn cuộn hướng phía trước chút xuống. Diệp Thần xem xét, liền biết là theo Nguyên Thần Thiên Đường bên trong lưu truyền tới thần thông. Nguyên Thần Thiên Đường, là Nguyên Thiên Đế đỉnh phong áo nghĩa một trong, vô cùng cường hãn, thiên nữ bái Nguyên Thiên Đế vi sư, đã được đến không ít chân truyền, một kiếm này vầng sáng đầy trời,
hiển thị rõ Thiên Đường cân nhắc quyết định thánh uy, đối phó ma phi thiên này loại hắc ám ma đầu, có mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Mà lại, thiên nữ thần Chu Thiên Kiếm, bản thân cũng là vì phá giết hắc ám mà sinh ra, đối hắc ám khắc chế, kinh khủng hơn mãnh liệt. Ha ha ha, rất tốt, thần thông của ngươi thuộc tính, quang minh vô thượng, khắp nơi khắc chế ta, bất quá có đen một chút tối, ngươi là ép không được. Hỗn độn thiên ma tư thái, mở. Ma phi thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân ma khí cuồn cuộn, đúng là đem thiên nữ chút xuống mà đến kiếm khí thánh quang, toàn bộ xâm nhiễm thành đen kịt. Thiên nữ kinh hãi, liền thấy một cỗ kinh khủng đè nén ma uy, che đậy tới, khiến cho nàng tại chỗ nghẹt thở, nàng vội vàng lui lại. Chỉ thấy ma phi thiên thân thể vặn vẹo, chảy ra giọt giọt đậm đặc hắc lục dịch nhờn, ngũ quan vặn vẹo trở nên vô cùng dữ tợn xấu xí, phía sau lưng soạt một tiếng, mở ra một đôi màu đen thiên ma cánh, thuần túy là ma khí ngưng tụ mà thành. Hắn vậy mà trong nháy mắt này, hóa thân thành trong truyền thuyết hỗn độn thiên ma. Hỗn độn thiên ma, là tinh không thần tộc sa đọa tư thái. Thiên nữ thấy ma phi thiên hóa thân thành hỗn độn thiên ma, đôi mắt đẹp lập tức kịch liệt co vào, nàng trước kia tại tử thần giáo đoàn tu luyện qua, tự nhiên biết ma phi thiên thân phận chân thật, liền là cực đạo ma tôn, là tinh không thần tộc thủ lĩnh. Không không lúc nào không đã từng tử thần, chẳng qua là ma phi thiên huyễn tưởng thân, hắn chân thân là tinh không thần tộc thủ lĩnh, bá quyền vô địch, hắn sa đọa tư thái vừa mở ra, biến thân thành hỗn độn thiên ma, bắp thịt cả người đều nổ tung, từng cục hùng hồn, như chí cao ma thần, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hy vọng ta bộ dạng này tư thái, sẽ không hù đến ngươi, ha ha. Ma phi thiên nắm chặt lại quyền, tay cầm xương cốt răng rắc rung động. Toàn thân ma khí hừng hực, cuồn cuộn như bùng cháy hắc hỏa. Kỳ thật ta còn có một bộ thần thánh tư thái, so với thế gian hết thảy thiên đường thánh thổ đều muốn rực rỡ thần thánh, chỉ bất quá, ta không quá ưa thích bộ dáng kia, ta không thích quá hào quang chói sáng, chỉ có hắc ám cùng tĩnh lặng, mới là sinh mệnh vĩnh hằng. Ma phi thiên nhếch miệng cười, tinh hồng cùng màu xanh sẫm dịch nhờn, dọc theo khóe miệng của hắn cùng làn da nhỏ giọt xuống, tràn ngập xâm nghiêm quỷ dị. Diệp thần hít sâu một hơi, thấy trong không khí đều tràn ngập khí tức của ma đạo. Ma phi thiên hóa thân hỗn độn thiên ma về sau, ma uy phi thường cường liệt, may mắn trên lôi đài có đặc thù cấm chế thủ hộ lấy, ngăn trở hắn uy áp, không cho tiết ra ngoài, bằng không, ở đây không biết có nhiều ít người xem, muốn bị hắc hóa sa đọa biến thành hỗn độn thiên ma. Ma phi thiên khủng bố đến hắn hóa thân hỗn độn thiên ma về sau, ma đạo uy áp khuếch tán ra, liền có thể nhường xem người sa đọa. Cũng thay đổi thành hỗn độn thiên ma, nếu như không phải có cấm chế hạn chế, chỉ sợ toàn trường đều muốn lâm vào hỗn loạn. Trên khán đài, vô số người xem nhìn thấy ma phi thiên như vậy xấu xí giữ tợn tư thái, đều là hoảng hốt. À, suýt nữa quên mất, này cực đạo ma tôn, là hỗn độn thiên ma thủ lĩnh a. Hỗn độn thiên ma làm ác không không lúc nào không, không biết nhiều ít kỷ nguyên, là không không lúc nào không nhất sa đọa hắc ám nhất ma vật, chẳng lẽ vạn cổ đến nay. Hỗn độn thiên ma bừa bãi tàn phá, đều là cực đạo ma tôn đang dở trò sao. Lại bố cục phản cổ, hắn muốn làm gì? Vô số chỉ trích rối loạn thanh âm vang lên, ma phi thiên thiên ma tư thái, thật là làm cho người ta chấn kinh. Thiên nữ tầm mắt chìm xuống, nàng thấy ma phi thiên khí thế như thế hừng hực, chỉ cảm thấy áp lực thao thiên, nàng thần Chu Thiên Kiếm cùng thiên đường công pháp, có thể khắc chế thế gian 99% hắc ám. Nhưng hết lần này tới lần khác không áp chế nổi ma phi thiên. Ma phi thiên là trời sinh đại ma đầu, hắn hắc ám, căn bản không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể áp chế. Thiên nữ, nhận thua đi, coi ta đỉnh lô, còn có cơ hội sống sót. Lúc trước ngươi tại tử thần giáo đoàn thời điểm, hướng ta cầu nguyện, ta liền nhìn chúng ngươi, ha ha. Ma phi thiên liếm liếm đầu lưỡi, xâm nghiêm cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên bạo xông mà ra, hai cánh chấn động. Bước chân dán vào lôi đài mặt đất, như một tòa hung mãnh hắc ám thành lũy, hung hăng đánh phía thiên nữ. Thiên nữ trong lòng giật mình, lại là một hồi ác hàn, nàng trước kia tại tử thần giáo đoàn thời điểm, hoàn toàn chính xác hướng tử thần cầu nguyện qua, còn chiếm được không ít chúc phúc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng lúc đó, nàng chỉ biết là tử thần là cực đạo ma tôn, cũng không biết cực đạo ma tôn phẩm cách, còn tưởng rằng là một đời đại tông sư. Nào nghĩ tới chân chính cực đạo ma tôn, liền là thuần túy ác, thuần túy là hắc ám tà ác hóa thân,
tính cách âm hiểm độc ác cực điểm, nói chuyện làm việc hoàn toàn không từ thủ đoạn. Thần Chu Thiên Kiếm, Phương Chu Phá Giết, Hắc Ám Yên Diệt, đi. Thiên nữ nhìn thấy Ma Phi Thiên nổ tung tới, hiện tại cũng không dám sơ suất, vội vàng tế ra Thần Chu Thiên Kiếm, Thần Chu Thiên Kiếm ông một tiếng, tỏa hào quang mạnh, trên không trung cấp tốc bành trướng, hóa thành một chiếc to lớn phương chu, kim quang hạo đáng, hà thải muôn vàn, sau đó như thiên băng, to lớn thân thuyền hướng về Ma Phi Thiên đánh tới. Như vậy phương chu va chạm, thế đạo 10 điểm hung mãnh, như thiên băng địa liệt, nhưng Ma Phi Thiên gặp, lại là khinh thường cười cười, nói, hắc hắc, nghĩ cứng đối cứng, người cũng đụng bất quá ta. Tinh không đỉnh, phá cho ta. Ma Phi Thiên hai tay kết ấn, toàn thân ma khí sục sôi, từ phía sau nổ ra một tòa thần đỉnh, lại là một tòa tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh, là tinh không bỉ ngạn những người tu luyện, từ nhỏ đã bắt đầu chế tạo thần đỉnh. Không không thời không người tu luyện, cửu đỉnh cảnh thượng vị thần, nhiều nhất có khả năng rèn đúc 9 tòa thần đỉnh, nhưng bỉ ngạn người tu luyện, có thể đúc ra thứ 10 đỉnh, cái kia chính là tinh không đỉnh. Lúc này Ma Phi Thiên, mặt ngoài tu vi là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, thực lực của hắn bị hạn chế, đã từng đúc thành cửu đỉnh, đều là yên lặng không thể dùng, cho nên trước mặt hắn vòng thứ nhất thi đấu thời điểm, mới mong muốn đoạt giải quán quân, thu hoạch nguyên thiên đế tòa kia kim đỉnh. Nhưng, tinh không đỉnh lại là thì hết sức đặc thù tồn tại, có thể đột phá thiên đạo quy tắc hạn chế, làm cho Ma Phi Thiên tại thiên nguyên cảnh thời điểm, cũng có thể phóng xuất ra tinh không đỉnh. Chỉ thấy Ma Phi Thiên này tòa tinh không đỉnh, không thấy nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, chỉ có hắc ám sa đọa cùng ô uế khí tức, tinh không đã hoàn toàn sa đọa, như cùng hắn hỗn độn thiên ma tư thái, tràn đầy tà ác xâm nghiêm khí tức. Này sa đọa tinh không, chỗ tản ra khí tức, lại là vô cùng khinh khủng. Dưới đài, Diệp Thần nhìn thấy một màn này, lập tức giật nảy cả mình, nghĩ thầm, Ma Phi Thiên cái tên này, hắn cũng có tinh không đỉnh, vậy nhưng phiền toái. Hắn thấy Ma Phi Thiên tinh không đỉnh, uy thế như thế cuồng bạo ác đọa, thật không biết cường hãn đến mức nào, nếu như hắn tinh không đỉnh, cùng Ma Phi Thiên chạm vào nhau, thật sự là thắng bại khó liệu. Chỉ thấy Ma Phi Thiên tinh không đỉnh, hung hăng cùng thiên nữ thiên kiếm thần chu đụng vào nhau, tại va chạm trong nháy mắt, to lớn nổ tung sóng khí liền là nổ lên, làm cho chỗ lôi đài chỗ nứt ra, cấm chế vòng bảo hộ bên trên phù văn điên cuồng lấp lánh, tại ngăn trở nổ tung sóng khí khuếch tán. Bằng không, như vậy kịch liệt va chạm, sợ rằng sẽ tai họa toàn trường người xem. Thiên nữ hóa thành phương chu thiên kiếm, cứng đối cứng phía dưới, vậy mà đụng bất quá Ma Phi Thiên tinh không đỉnh, ô một tiếng bị đánh văng ra, sau đó biến trở về thiên kiếm hình dáng, loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Phốc phốc, thiên nữ nhận phản thương, lập tức thổ huyết. Răng rắc, Ma Phi Thiên tinh không đỉnh, thoáng đã nứt ra một đầu vết rách, nhưng hắn cũng không để ý. Trả giá này chút hít đại giới, hắn liền làm thiên nữ bị thương nặng, lần này ngạnh bính, không thể nghi ngờ là chiếm hết thượng phong. Ha ha ha, thiên nữ, làm sao, ta đụng ngươi một thoáng, ngươi thì không chịu nổi. Ma Phi Thiên như là phong ma cười gằn, thân thể lại lần nữa bạo xông mà ra, hướng về thiên nữ bắt mà đi, uống nói, ngươi đã từng là tử thần giáo đoàn người, liền trở lại bên cạnh ta đi. Ta đang cần một tòa đỉnh lô, hắc hắc. Thiên nữ ngân nha khẽ cắn, nhìn thấy điên cuồng như vậy Ma Phi Thiên, liền biết hôm nay chính mình chỉ có toàn lực ứng phó, mới có nhất tuyến cơ hội thắng. Băng Hoàng Thánh Điển, Thiên Uy Duy Ta, Bách Điểu Triều Phượng, Đại Đạo Thiên Lâm, mở. Thiên nữ hai tay kết ấn, từng sợi băng tuyết hàn khí, theo nàng thân thể bên trong dâng trào mà ra, muôn vàn ký tự như hồ điệp bay lượn, lượn lờ bay lên, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ Thánh Điển Thiên Thư mở ra. Một đầu to lớn băng tuyết phượng hoàng bay lượn mà ra, ngửa mặt lên trời kêu to, tiếng kêu lành lạnh bén nhọn, vang động núi sông, mang theo mạnh mẽ đại đạo thiên uy, như có thể trấn áp chúng sinh. Cái gì? Ma Phi Thiên biến sắc, thân thể bạo vào tới thiên nữ trước mặt, liền thấy một cỗ to lớn uy áp gào thét tới, mang theo thấu xương lạnh ý, khiến hắn liên tiếp lui về phía sau. Dưới lôi đài, Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ gọi ra băng hoàng thánh điển, a một tiếng. Nghĩ thầm, đây là thiên nữ tự sáng tạo đạo pháp. Hắn nhớ tới trước kia tại cửu thiên thần táng cốc thời điểm, thiên nữ liền đã nói với hắn, nàng tự chế một môn đạo pháp. Lúc này thiên cơ động minh, Diệp Thần liền biết, thiên nữ tự sáng tạo đạo pháp, chính là môn này băng hoàng thánh điển, chính là một môn vĩ đại kỳ quan, chút xuống thiên nữ không tận tâm huyết, muốn cùng luân hồi sách,
rừng rậm sách, quang minh chi tâm trở kỳ quan sánh vai. Thiên nữ băng hoàng thánh điển, mông lung, hư hư ảo ảo, còn không có chế tạo thành chân thực, chẳng qua là nàng huyễn tưởng khái niệm, là nàng huyễn tưởng ra vĩ đại kỳ quan, quán chú toàn bộ tâm huyết, là nàng sáng tạo đạo. Thiên nữ đạo, liền là một đầu vĩ đại băng hoàng, chí cao vô thượng, uy lâm thiên hạ, muốn cho bách điểu triều phược, chúng sinh cúi đầu, nàng vì băng hoàng thần chủ, chấp sách ngự vũ. Nàng chưa từng có buông tha xưng bá xưng tôn nguyện vọng. Giờ phút này, thiên nữ băng hoàng thánh điển, mãnh liệt đại đạo uy áp, vĩ đại kỳ quan mãnh liệt khí tràng, trực tiếp đem ma phi thiên đều đẩy lui. Rất tốt, thiên nữ, đây là ngươi sáng tạo vĩ đại kỳ quan sao? Ma phi thiên nhìn xem thiên nữ trên đỉnh đầu băng hoàng thánh điển, hơi có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Cái gọi là vĩ đại kỳ quan, là đã vượt ra thần thuật cùng thần khí vĩ đại tồn tại, từ trong huyễn tưởng sinh ra, người người đều có thể sáng tạo ra vĩ đại kỳ quan, bởi vì làm người ý nghĩ là không bị hạn chế, thiên mã hành không, có thể tưởng tượng ra vô tận vĩ vật lớn. Tỷ như luân hồi sách, rừng rậm sách, quang minh chi tâm, mười đuôi thần thú các loại, đều là vĩ đại kỳ quan, đều là theo trong tưởng tượng diễn sinh ra. Bình thường người tư tưởng vĩ đại kỳ quan, không cách nào tại không không lúc nào không chủ thế giới hiển hiện ra, bởi vì ý nghĩ về ý nghĩ, thực hiện lại khó khăn. Coi như là cấp thấp nhất phàm nhân, đều có thể tưởng tượng ra có thể nhất kích phá hủy vũ trụ đồ vật ra tới, nhưng những ý nghĩ này là nghĩ viển vông, trên cơ bản là không thể nào thực hiện. Vĩ đại kỳ quan trên thực tế liền là nghĩ viển vông, theo nghĩ viển vông bên trong sinh ra, nếu là có thể tại chủ thế giới hiện ra khái niệm, cái kia sáng tạo ra vĩ đại kỳ quan người, không thể nghi ngờ có khả năng xưng là vĩ đại người. Lúc này thiên nữ băng hoàng thánh điển, đã có thể hiển hóa ra khái niệm hình thể, mặc dù còn không có rèn đúc chân thực, nhưng dù sao đã có khái niệm, sự vĩ đại của nàng kỳ quan, không còn là nghĩ viển vông, mà là có khả năng thực hiện đồ vật. Cho nên, ma phi thiên đối thiên nữ, mới như thế tán thưởng. Băng hoàng phi thiên, xương tuyết ngàn năm. Thiên nữ da thịt trở nên như băng tuyết sáng long lanh, nàng hai tay linh quyết phung lên, cái kia băng hoàng thánh điển phía trên, to lớn băng tuyết phượng hoàng, xen lẫn muôn vàn băng lãnh kiếm khí, phóng lên tận trời, sau đó hướng về ma phi thiên lao xuống bạo hạ xuống. Diệp thần xem xét, liền cảm nhận được cái kia muôn vàn băng lãnh kiếm khí, đúng là nguồn gốc từ thiên nữ đã từng băng hoàng thiên kiếm. Nguyên lai, thiên nữ đã hiến tế đi băng hoàng thiên kiếm, dùng tới rèn đúc băng hoàng thánh điển. Khó trách sự vĩ đại của nàng kỳ quan nghĩ viển vông, có thể hiển hóa ra khái niệm hình thể, nguyên lai nàng là hiến tế băng hoàng thiên kiếm, có băng hoàng thiên kiếm bổ sung, nghĩ viển vông liền sơ bộ lắng động ra chân thực. Đương nhiên, thiên nữ nghĩ chân chính chế tạo ra băng hoàng thánh điển, cần thiết hao phí tài nguyên, chỉ sợ so với chế tạo luân hồi sách tổng cương, cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu. Bởi vì nàng tư tưởng, quá hung mãnh, nàng muốn bách điểu triều phượng, muốn chúng sinh cúi đầu. Muốn người trong thiên hạ đều phủ phục tại nàng băng hoàng dáng người xuống. Như vậy vĩ đại nguyện vọng, vĩ đại kỳ quan, mong muốn thực hiện, cần tài nguyên, tự nhiên cũng là số lượng trên trời. Hiu hiu hiu, băng hoàng xen lẫn muôn vàn tuyệt đông kiếm khí, gào thét đánh giết hướng ma phi thiên. Hắc hắc, ma phi thiên cười lạnh, nói, vĩ đại kỳ quan sao? Ta cũng có. Bất hủ phong bia, mở. Ma phi thiên đại vung tay lên. Vô tận hắc ám năng lượng nổ tung, ma khí cuồn cuộn, ác uế trùng thiên, một tòa thật to bia đá, theo cuồn cuộn ma khí bên trong hiển hóa ra ngoài. Này tòa bia đá, xâm nghiêm nguy nga, phía trên tuyên khắc lấy vô tận ký tự cùng bức họa, ghi chép ma phi thiên đã từng bất hủ công tích, lập nên đủ loại vinh quang. Đinh đinh đinh, bất hủ phong bia đứng sừng sững mà lên, lập tức, liền ngăn trở thiên nữ muôn vàn xương tuyết kiếm khí. Ly. Đầu kia to lớn băng tuyết phượng hoàng, nhận bất hủ phong bia mãnh liệt ma khí trùng kích, ngửa mặt lên trời minh kêu một tiếng, vội vàng chấn xí vọt lên, nhưng vẫn là chậm nửa bước, chỉ thấy cuồn cuộn hắc ám ma khí cuồng sông, làm cho băng hoàng cái kia tuyết trắng thân thể, đều bị hắc ám ô nhiễm, hóa thành đen kịt. Băng hoàng phát ra ô minh, thiên nữ trên đỉnh đầu băng hoàng thánh điển, cũng là nhanh chóng ảm đạm đi, bị một tầng khói đen bao phủ, âm u đầy tử khí. Thiên nữ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy ma khí trùng kích mãnh liệt, nàng thân thể lay động, kém chút đứng không vững. Hắc hắc, như thế nào? Nhậm thiên nữ, ta bất hủ phong bia kỳ quan, so với người băng hoàng thánh điển, có thể muốn lợi hại hơn nhiều a.
Ma Phi Thiên cười gằn, tại Bất Hủ Phong bia làm nổi bật dưới, hắn thân thể cũng là nguy nga như một tôn chí cao ma chủ, cực kỳ bá đạo. Dưới lôi đài, Diệp Thần thấy Ma Phi Thiên Bất Hủ Phong bia, trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Này Bất Hủ Phong bia, hắn cũng rèn đúc một tòa, ban đầu chế tạo bản vẽ, lúc trước tại đại đạo tranh phong tranh tài lúc, thiên nữ tặng đưa cho hắn. Nhưng này Bất Hủ Phong bia khái niệm, cũng không phải là nguồn gốc từ thiên nữ, mà là nguồn gốc từ tử thần, cũng chính là nguồn gốc từ cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên. Bất Hủ Phong bia nguyên sang người, liền là Ma Phi Thiên. Là hắn sáng tạo vĩ đại kỳ quan. Diệp Thần nhìn về phía Ma Phi Thiên sau lưng tấm bia to, theo cái kia phong trên tấm bia, thấy được Ma Phi Thiên đủ loại truyền kỳ vinh quang. Ban đầu Ma Phi Thiên, từ thiên đạo trong bóng tối sinh ra có đại pháp lực, ma uy thao thiên, tại Bỉ Ngạn sáng tạo ra vô số sát lục, sau này tinh không sa đọa, không không lúc nào không đỉnh cấp chủng tộc tinh không thần tộc, muốn sa đọa thành hỗn độn thiên ma. Ma Phi Thiên lại ra tay, đánh cắp tinh không thần tộc quyền hành, trở thành cực đạo ma tôn, chân áp thống lĩnh hết thảy hỗn độn thiên ma, thậm chí liền trước kia tinh không thần tộc thần thánh huyền bí, hắn cũng có thể nắm giữ, thánh ma song tu, hoành ép nhất thế. Ở đây khán giả, thấy Ma Phi Thiên Bất Hủ Phong bia, đều bị rung động thật sâu. Bất Hủ Phong bia bên trên ghi lại vinh quang chuyện xưa, mãnh liệt kích thích bọn hắn, không ít người trong lòng sinh ra kinh khủng run rẩy, phảng phất đã bị Ma Phi Thiên trấn áp, muốn cúi đầu hướng Ma Phi Thiên thần phục. Này Bất Hủ Phong bia áo nghĩa, bản thân liền ẩn chứa trấn áp thiên hạ tư tưởng, Ma Phi Thiên chế tạo như thế vĩ đại kỳ quan, là vì trấn áp thiên địa chúng sinh, đăng cơ chúa tể, ngạo thị thương khung. Bất Hủ Phong bia như thế vĩ đại kỳ quan, hắn tự nhiên còn không có hoàn toàn rèn đúc thành công, nhưng bây giờ chỗ hiện ra Bất Hủ uy áp, cũng đủ để rung động lòng người. Liên Diệp Thần, tại quan xem Ma Phi Thiên Bất Hủ Phong bia thời điểm, cũng cảm nhận được trận trận to lớn trùng kích, may mắn hắn đạo tâm cứng cỏi, cũng không có bị áp chế. Thiên nữ Kiều Khu run rẩy, tại Bất Hủ Phong bia mãnh liệt uy thế áp chế dưới, nàng đạo tâm xuất hiện to lớn lay động, soạt một tiếng, nàng băng hoàng thánh điển, cũng nhịn không được nữa, hóa thành lưu quang từ từ tiêu tán. Thiên nữ, người thua, hắc hắc. Ma Phi Thiên giữ tợn cười rộ lên, hỗn độn thiên ma tư thái, biểu lộ ra đến cực hạn, toàn thân ma khí cuồn cuộn, diện mạo xấu xí giữ tợn vặn vẹo, thân thể không ngừng nhỏ xuống lấy dơ bẩn sền sệt hắc lục chất lỏng, toàn thân mang theo hư thối hôi thối, mãnh liệt một cái lắc mình, liền vọt tới thiên nữ trước mặt, tay cầm hướng thiên nữ cổ chộp tới. Ta còn không có thua. Thiên nữ tầm mắt phát lạnh, đầu ngón tay nâng lên, ngón tay ngoắc ra một cái, vừa mới rớt xuống đất thần chu thiên kiếm, hưu một tiếng bắn ra dâng lên, như là cỗ sao băng xẹt qua một đạo hoa lệ độ cong, chém về phía Ma Phi Thiên đầu. Ma Phi Thiên chỉ cảm thấy dùng cả mình kéo tới, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải thoát ra lui lại né tránh. Thiên nữ gương mặt tái nhợt, miễn cưỡng chống đỡ kiếm đứng vững thân thể. Ma Phi Thiên lắc lắc đầu nói, ha ha. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thì có ích lợi gì? Thiên nữ không có để ý Ma Phi Thiên lạnh nói mỉa mai, yên lặng đem kiếm cắm trên lôi đài, ông một tiếng, một cỗ thần thánh hào quang dâng trào mà ra, một tòa màu trắng tinh tế đàn, chậm rãi tại thiên nữ dưới chân hiển hiện. Chân lý tế đàn, thiên đạo ở trên, tuyên cổ chân lý, ban thưởng ta phúc phận. Thiên nữ nhẹ nhàng ngâm sướng, tế đàn kia nở rộ vô tận phát sáng, vô số thần thánh ký tự đang lưu chuyển. Rất nhiều mọc ra cánh tiểu tiên linh, tại tế đàn bốn phía bay lượn, ngâm sướng ra sử thi bài hát ca tụng. Thiên nữ, không thể. Nhìn thấy tòa tế đàn này xuất hiện, nhìn trên đài nguyên thiên đế, đúng là kinh dị đứng người lên, lớn tiếng quát rừng. Ma Phi Thiên nhìn thấy thiên nữ dưới chân tế đàn xuất hiện, biểu lộ cũng là lộ ra một vệt nghiêm nghị, cười hắc hắc nói, là nguyên thiên đế đỉnh phong áo nghĩa, chân lý tế đàn. Ta nghe nói chân lý tế đàn có chín tế. Tiểu thiên tế, lớn thiên tế, chúng sinh tế, tuyệt tình tế các loại, mỗi một tế đều phải bỏ ra cực lớn đại giới, này chín tế, ngươi lại nắm giữ mấy tế. Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ toàn thân thánh quang dâng lên bộ dáng, thiên cơ động minh, một thoáng hiểu rõ, thầm nghĩ, đây là thiên nữ tuyệt chiêu, cuối cùng át chủ bài. Là nguyên thiên đế đỉnh phong áo nghĩa, chân lý tế đàn. Giống nguyên thiên đế, hồn thiên đế, sự thần chờ cường giả tối đỉnh. Đều có chính mình sở thuộc đỉnh phong áo nghĩa. Tỷ như hồn thiên đế tác phẩm đỉnh cao, là thôn hồn tà đạo chương. Sửu thần tác phẩm đỉnh cao, là thế giới khải kỳ lục.
Mà Nguyên Thiên Đế tác phẩm đỉnh cao, lại không chỉ một loại, có hai loại. Một môn, là Nguyên Thần Thiên Đường. Một môn khác, hiện tại Diệp Thần liền biết, chính là này chân lý tế đàn. Thiên đạo tức là chí cao chân lý, mở ra chân lý tế đàn sau, có thể thông qua đặc thù nào đó hiến tế, đạt được thiên đạo chúc phúc, từ đó bộc phát ra vô tận lực lượng. Môn này chân lý tế đàn, có thể nói là cấm kỵ tồn tại, bởi vì muốn hiến tế đặc thù đồ vật, mới có thể có đến thiên đạo chúc phúc, như vậy hiến tế đại giới là cực kỳ to lớn. Cho nên tại chân lý sẽ, bình thường nhân tu luyện thi triển thuật pháp, đều là theo Nguyên Thần Thiên Đường bên trong chảy ra, đến mức chân lý tế đàn, cơ bản không người dám thi triển, mà lại người bình thường cũng không cách nào nắm giữ cái kia đỉnh phong hiến tế chi pháp. Thiên nữ thiên phú cực cao, nàng bái sư Nguyên Thiên Đế về sau, đạt được truyền thừa, đã nắm giữ chân lý tế đàn diệu pháp. Lớn huyết tế, thiên nữ giang hai cánh tay, toàn thân máu tươi đều quán trú đến chân dưới trong tế đàn, nguyên bản màu trắng tinh tế đàn, lập tức hóa thành xâm nghiêm huyết sắc. Chân lý tế đàn có 9 tế, lớn huyết tế chính là thứ nhất, dùng máu tươi hiến tế thương thiên, để cầu đạt được thiên đạo chúc phúc. Soạt, thiên nữ một thi triển lớn huyết tế, nàng nguyên bản sắc mặt tái nhợt, liền trực tiếp trở nên trắng bạch, giống như toàn thân máu tươi, toàn bộ đều chảy vào trong tế đàn. Ông, tế đàn vù vù, toát ra một đạo huyết sắc cột sáng, bay thẳng bầu trời. Tiếp theo sát, máu nhuộm thương khung, sơn thần giới bầu trời, đúng là hóa thành một mảnh huyết sắc, huyết vân hội tụ, lôi minh rung động ầm ầm, từng tầng một phân ế chồng chất như biển máu. Xoạt, xoạt, từng mảnh huyết quang, lại chút xuống xuống dưới, mang theo thiên đạo chúc phúc, cuồn cuộn quán chú đến thiên nữ trên thân. Oanh, một tòa máu tươi chế tạo thần đỉnh, theo thiên nữ sau lưng nổi lên, mang theo vô tận pháp tắc uy áp, giờ khắc này thiên nữ. Tu vi rõ ràng chẳng qua là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại bạo phát ra có thể so với cửu đỉnh cảnh uy thế. Đây là thiên đạo chúc phúc. Nói như vậy, chỉ có cửu đỉnh cảnh thượng vị thần, mới có thể rèn đúc cũng nắm giữ thần đỉnh. Nhưng bây giờ, thiên nữ tại thiên đạo chúc phúc dưới, liền bạo phát ra một tôn thần đỉnh, vô pháp định nghĩa là cái gì thuộc tính, chỉ có máu tươi màu sắc, tựa như là máu và lửa đúc nóng mà thành, mang theo cuồng bạo chiến ý cùng sát khí. Thiên nữ khẽ cắn môi, thôi động chiếc thần đỉnh màu đỏ ngòm, cuồng nhiên đánh tới hướng Ma Phi Thiên. Đây là nàng mạnh nhất nhất kích, mang theo thiên đạo lực lượng. Cuồng bạo chiếc thần đỉnh màu đỏ ngòm, oanh long long phá toái hư không, phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh, chư thế cộng minh, cửu thiên huyết vân gào thét, vô tận năng lượng hội tụ đến huyết đỉnh bên trong, này huyết đỉnh chỗ bùng nổ uy thế, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, muốn uy áp hoàn vũ, ép bạo tinh không. Toàn trường xem người thấy thế, đều là động dung, không nghĩ tới thiên nữ thiên nguyên cảnh chi thân, lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Nếu như bị này tòa huyết đỉnh đập trúng, chỉ sợ thượng vị thần, đều muốn bị sống sờ sờ nện chết rồi. Tốt, rất tốt, thiên nữ, người có tư cách làm nữ nhân của ta. Ma Phi Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, thấy thiên nữ hung ác như thế hung hãn thế công, hắn chẳng những không có nửa điểm lúng túng. Ngược lại lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn, tán thưởng thiên nữ thực lực. Thiên ma tinh hải, hỗn độn chí tôn, thiên ma hóa huyết trưởng, phá cho ta. Chiếc thần đỉnh màu đỏ ngòm đối diện đập tới, Ma Phi Thiên gặp nguy không loạn, trên thân chiến bảo phiên phi, thiên ma tinh hải năng lượng nổ tung, vô tận hắc ám, ô uế, phẫn đục, không thể diễn tả khí tức, hội tụ đến trên tay phải của hắn. Ma Phi Thiên toàn bộ tay phải, biến thành đen như mực màu sắc. Phía trên bò đầy côn trùng cùng hư thối đổ vật, da thịt đã hoàn toàn hư thối, lộ ra bên trong đồng dạng hư thối sinh dòi xương cốt, cuồn cuộn ma khí cùng tà sát hóa thành từng sợi xương mù quanh quẩn lấy. Oanh! Ma Phi Thiên nhất trưởng bạo sát mà ra, một trưởng này mang theo thiên ma tinh hải cực hạn hắc ám, vô cùng khinh khủng, có thiên ma hóa huyết huy năng, một khi đánh trúng cơ thể người, là có thể đem người hư thối thành một bãi máu sền sệt. Thiên nữ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng khi cái này liên quan đầu, đã không có đường lui. Nàng tiếp tục thúc giục huyết đỉnh, hướng Ma Phi Thiên quay đầu ném tới. Huyết đỉnh phía trên, mang theo cửu đỉnh cảnh pháp tắc, có to lớn uy áp, bất quá cỗ uy áp này, đối Ma Phi Thiên lại một chút tác dụng cũng không có. Ma Phi Thiên trưởng thế hung mãnh, bạo ngược đánh vào thiên nữ huyết đỉnh bên trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Huyết đỉnh kiên cố, cũng không có bị kích phá. Nhưng Ma Phi Thiên trên bàn tay ô uế tà khí,
lại toàn bộ trút xuống đến huyết đỉnh bên trên, cả tòa huyết đỉnh bị ô nhiễm từng bước xâm chiếm, trở nên một mảnh hắc ác, thân đỉnh lồng lên một tầng đáng sợ vẩn đục, sinh ra độc xà cùng nhuyễn trùng. Ô, cả tòa huyết đỉnh, phát ra rên rỉ, lập tức thần quang nuôi đốn, rớt xuống đất. Kỳ thật nếu như cứng đối cứng, Ma Phi Thiên chưa hẳn có thể đụng đến qua này tòa huyết đỉnh, nhưng hắn chiêu pháp xảo diệu, trực tiếp dùng thiên ma tinh hải ô uế năng lượng, theo căn nguyên từng bước xâm chiếm huyết đỉnh, đem hắn triệt để ô nhiễm đi. Huyết đỉnh bị ô nhiễm, thiên nữ bị liên lụy, làn da cũng biến thành hắc ám, theo trên thân sinh ra độc xà cùng nhuyễn trùng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, cả người bị từng đầu hắc ám độc xà quấn quanh, tràng diện thoạt nhìn vô cùng khủng bố thảm liệt. Ha ha, còn muốn thu ngươi làm đỉnh lô, nghĩ không ra ngươi như thế yếu ớt, mà ngay cả ta nhất kích cũng đỡ không nổi. Ma Phi Thiên nở nụ cười, hắn vừa mới một kích toàn lực, uy thế cực kỳ khủng bố, hắc ám ô uế năng lượng bùng nổ, đã triệt để ăn mòn thiên nữ chẳng mấy chốc sẽ bị rắn độc từng bước xâm chiếm thành một bãi nước mủ. Thắng bại đã phân. Nhìn thấy thiên nữ thảm như vậy trắng, toàn trường người sợ hãi biến sắc, nguyên thiên đế thần sắc cũng là cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới Ma Phi Thiên lợi hại như vậy, thiên nữ đã vận dụng toàn lực cùng át chủ bài, liền chân lý tế đàn đều thi triển ra, dùng lớn huyết tế thủ đoạn, đạt được thiên đạo chúc phúc, nhưng coi như là dạng này, cũng đánh không lại Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên thủ đoạn, quá hung hãn, không chỉ là ngạnh thực lực, còn có hắn nắm giữ hắc ám thần thông, lợi dụng thiên ma tinh hải bùng nổ đủ loại ô uế tà ác, đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị. Thôi, cho ngươi một thống khoái. Ma Phi Thiên tế ra đen kịt ngôi sao, phi kiếm phá giết, liền muốn trực tiếp chém giết thiên nữ. Con! Nhưng lúc này, một đạo sắc bén ánh đao, như chớp điện phá không, chặt đứt Ma Phi Thiên kiếm. Một đạo thân ảnh, đột ngột phát ngang tại Ma Phi Thiên cùng thiên nữ ở giữa. Lại là Diệp Thần, tay cầm lấy thôn vũ đao. Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ toàn thân bị rắn độc hắc ám quấn quanh, thần sắc rất là phức tạp, nhưng cuối cùng không đành lòng nhìn xem thiên nữ bỏ mình. Liền thôi động thiên đường thánh quang trị liệu pháp, từng sợi thần thánh hào quang, từ trên người hắn chảy xuôi mà ra, rơi xuống thiên nữ trên thân, khu tan hết trên người nàng rất nhiều hắc ám ô uế khí tượng. Hắc ám xua tan, thiên nữ kiều khu đã là thủng trăm ngàn lỗ, quần áo cùng làn da đều bị từng bước xâm chiếm hư thối hầu như không còn. Diệp Thần ra mặt run lên, trong lòng không biết là tư vị gì. Diệp Thần, là tiểu tử ngươi, ai cho phép ngươi lên đài? Ma Phi Thiên mục ánh sáng phát lạnh. Nàng đã thua. Diệp Thần ánh mắt mang theo một vệt thương xót, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, tay cầm một túm, nắm lên thiên nữ, ném tới chính mình luân hồi thiên quốc bên trong đi. Ta còn không có thua. Thiên nữ hỗn loạn, phát ra giãy giụa tiếng nói, nhưng Diệp Thần biết, nàng đã không có tái chiến tiếp năng lực, liền đưa nàng an đốn tại luân hồi thiên quốc bên trong. Diệp Thần tuyển thủ. Còn xin ngươi đừng nhiễu loạn tranh tài trật tự. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói. Diệp Thần gật gật đầu, đi xuống đài. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn xem trên lôi đài, như là ma thần đứng ngạo nghễ lấy Ma Phi Thiên, yên lặng một thoáng, liền tuyên bố nói, Ma Phi Thiên đối chiến Nhậm Thiên Nữ, Ma Phi Thiên thắng, tấn cấp trận chung kết. Thanh âm hạ xuống, toàn trường chỉ vang lên một hồi thưa thất tiếng vỗ tay. Ma Phi Thiên cười ha ha, nhanh chân đi xuống đài. Hướng Diệp Thần nói, tiểu tử, ta tại Tổng Quyết tái chờ ngươi, ngươi cũng đừng thua ở Chu Võ Hoàng thủ hạ. Chiến đấu kết thúc, Ma Phi Thiên tổn hao không ít linh khí, hắn thu hồi hỗn độn thiên ma tư thái, khôi phục nguyên hình, trở lại tử thần giáo đoàn trận doanh bên trong, nghênh ngang ngồi, nhìn như khí định thần nhàn bộ dáng, trên thực tế đang âm thầm vận công điều tức, khôi phục linh khí. Hắn mặt ngoài mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng biết Diệp Thần không phải hời hợt thế hệ, mong muốn chiến thắng Diệp Thần tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Như vậy, hiện tại bắt đầu vòng thứ hai quyết đấu. Cho mời Diệp Thần tuyển thủ cùng Chu Võ Hoàng tuyển thủ ra sân, nếu người nào có thể thắng được, người đó liền có thể tấn cấp Tổng Quyết tái. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tuyên bố tiếp tục tranh tài, mà Phi Thiên đã xác định tấn cấp, hiện tại liền xem Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng, người nào có tư cách cùng Ma Phi Thiên giao thủ. Diệp Thần liếc qua Ma Phi Thiên, nghĩ thầm, hắn tiêu hao tựa hồ cũng không lớn. Ta đây cũng không thể tiêu hao quá nhiều, bằng không đợi chút nữa Tổng Quyết tái, ta không phải địch thủ của hắn. Nhưng, đối chiến Chu Võ Hoàng, không dùng hết toàn lực, chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng. Suy nghĩ chuyển động,
Diệp Thần tâm bên trong có chút trầm trọng, biết lần này nghĩ muốn bắt lại Tinh Không Tranh Bá thi đấu quán quân, thật sự là muôn vàn khó khăn. Tinh Không Tranh Bá thi đấu là khảo nghiệm tuyển thủ chiến đấu chân chính lực, cho nên Diệp Thần tự nhiên cũng không thể mượn dùng Tiểu Cấm Yêu, Huyết Long, Tiểu Hồng Ngư chờ trợ lực, chỉ có thể dựa vào công phu thật, cùng Chu Võ Hoàng quyết một cao thấp. Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng leo lên lôi đài, hai người xa xa rằng co lấy, toàn trường người xem nhìn xem hai người, đều sôi trào lên. Diệp Chu hai người, có thể nói là không không lúc nào không đỉnh cấp thiên tài, tất cả mọi người muốn nhìn xem, hai cái này đỉnh cấp thiên tài chiến đấu, người nào có thể thắng được. Trước đó vòng thứ nhất thi đấu thời điểm, Diệp Thần đánh giết đệ nhị thiên nhai, chỗ bộc phát ra kinh thiên sức chiến đấu, rung động tất cả mọi người muốn nhìn xem, Diệp Thần còn có thể hay không lại sáng tạo rực rỡ, đem Chu Võ Hoàng cũng đánh giết. Diệp Thần, cuối cùng muốn cùng ngươi giao thủ. Chu Võ Hoàng khóe miệng lộ ra một vệt chờ mong, tàn nhẫn, lạnh lẽo độ cong, hắn biết cùng Diệp Thần này loại đỉnh cấp thiên mới đối chiến, bất luận thành bại, đối tự thân võ đạo, đều là tăng thêm rất nhiều. Đương nhiên, nếu là một nước vô ý, cũng là có bị đánh chết nguy hiểm. Cuộc chiến hôm nay, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chu Võ Hoàng, động thủ đi. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn chăm chú Chu Võ Hoàng, trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, tự hỏi muốn thế nào dùng cái giá thấp nhất, lấy được thắng lợi. Diệp Thần, nhất định phải thắng a. Dưới đài, Tôn Di lớn tiếng vì Diệp Thần hò hét, nàng có thể là đem thảo thần quyền hành, đều lấy ra làm tiền đặt cược, nếu là Diệp Thần thua, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nhậm huynh, ta xem Luân Hồi Chi Chủ miễn cưỡng có khả năng chiến thắng Chu Võ Hoàng, nhưng tiếp xuống lại muốn đối chiến Ma Phi Thiên, chỉ sợ. Luân Hồi trận doanh bên trong, Phật Tổ lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt, hắn phán đoán Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng thực lực, tự giác Diệp Thần phần thắng càng lớn, thủ thắng chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là, coi như Diệp Thần có thể thắng, cũng tất nhiên là trả giá to lớn đại giới. Vậy kế tiếp tổng quyết tái, hắn còn thế nào cùng Ma Phi Thiên đấu? Nhậm Phi Phàm thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, nói, không sao, ta tin tưởng Diệp Thần có thể thắng. Già Ly Sư quá ngậm miệng, cười nói, như Luân Hồi Chi Chủ hôm nay có thể đoạt giải quán quân, ta liền đem bảo bối đồ đệ của ta gả cho hắn, ha ha. Đạo Tông trận doanh bên này, Hoàng Lão khẽ cau mày lấy, hướng Đại Chủ Tể nói, Đại Chủ Tể, ngươi đem quy tắc tranh tài định đến như thế khắc nghiệt, muốn trong vòng một ngày quyết ra tổng quán quân. Không cho người ta nửa điểm nghỉ ngơi cơ hội, không khỏi quá ép buộc. Này Tinh Không Tranh Bá thi đấu quy củ, không chỉ là chân lý sẽ quyết định, đại chủ tể ở sau lưng cũng có quyền quyết định. Tranh tài muốn tại trong một ngày quyết ra tổng quán quân, cũng là đại chủ tể bày mưu đặt kế. Bởi như vậy, Diệp Thần đánh xong Chu Võ Hoàng về sau, nếu như có thể thắng được, liền phải lập tức quyết đấu Ma Phi Thiên, một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đại chủ tể thản nhiên nói, chỉ gian chỉ khó, mới có thể ma luyện tâm tính. Hoàng lão thở dài một tiếng, lắc đầu không có lại nói tiếp. Trên lôi đài, Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng bốn mắt đụng vào nhau, như là có một luồng tia chớp, tại hai người ánh mắt ở giữa nhảy lên. Hai người đều không có tùy tiện ra tay, đều đang đợi lấy đối phương động trước, trên lôi đài hai người cứ như vậy yên lặng tĩnh lại, như là biến thành hai cỗ điêu khắc. Chỉ có hô hấp của hai người tiếng tại lẫn nhau đuổi theo trùng hợp lấy. Ngươi xuất thủ trước đi, Diệp Thần, ta nhường ngươi trước. Chu Võ Hoàng lui về phía sau một bước, cười nói, hắn lại không muốn xuất thủ trước, sợ bại lộ sơ hở. Cái kia rất tốt, ngươi đã nhường trước, ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Thần cũng cười cười, trực tiếp liền tế ra Tuyết Hiên Thần Đăng, Đăng Thần mặc dù đã tiêu tán, nhưng này Tuyết Hiên Thần Đăng, y nguyên có chuẩn bị thần khí đạo uẩn. Diệp Thần linh khí vừa khởi động, nhất thời, một đoàn huyễn tuyết sương mù, liền dâng trào mà ra, cấp tốc bao trùm ở toàn bộ lôi đài. Rất nhanh, toàn bộ lôi đài, đều bị sương mù bao phủ, thấy không rõ hư thực. Dưới đài khán giả, nhìn thấy sương mù bao trùm lôi đài, không nhìn thấy Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng bộ dáng, đều có chút rối loạn lên. Trong sương mù, Chu Võ Hoàng cười ha ha, khinh thường nói, Diệp Thần, đánh với ta. Cũng không cần đùa nghịch này chút tiểu hoa chiêu, đại thiên thần đế trưởng, phá cho ta. Chu Võ Hoàng đối mặt sương mù bao phủ, không sợ chút nào, một trưởng oanh ra, mang theo vô tận kim quang,
lại là hắn theo đế hoàng tròm sao bên trong diễn biến ra trưởng pháp, uy mãnh vô cùng, như ẩn chứa thiên đế thần uy, một trưởng oanh ra, cuồng bạo trưởng phong nổ tung, lập tức liền đem trên lôi đài sương mù dọn sạch. Sương mù dọn sạch, Diệp Thần thân ảnh, đang sau lưng Chu Võ Hoàng, chuẩn bị thi triển đánh lén. Bất quá, Chu Võ Hoàng một chiêu này đại thiên thần đế trưởng, uy thế hạo đáng, cuồng bạo trưởng phong khuấy động bốn phía, Diệp Thần thân thể cũng nhận cực lớn trùng kích, không cách nào lại đánh lén, đành phải thoát ra bay ngược, lăng không vặn eo rơi xuống đất. Nhanh như vậy liền thi triển đại chiêu rồi. Diệp Thần cười cười, Chu Võ Hoàng một trưởng này, có thể là hung mãnh cực kỳ. Đối phó ngươi, ta có thể không dám khinh thường. Chu Võ Hoàng cười một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, như bài sơn đảo hải chụp về phía Diệp Thần. Hắn cũng không có tùy tiện vận thực dụng thiên tội cổ kiếm, bởi vì bây giờ còn chưa đến xuất kiếm thời cơ tốt nhất. Luân hồi nguyên thể, mở. Diệp Thần nhìn thấy Chu Võ Hoàng trưởng thế hạo đáng, tự nhiên cũng không dám khinh thường, lập tức mở ra luân hồi nguyên thể, kinh thiên thần mang lập tức bùng nổ, Diệp Thần toàn thân lực lượng tăng gấp bội, cũng là song trưởng đánh ra, cùng Chu Võ Hoàng cứng đối cứng. Tại hai người bốn trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần âm thầm vận chuyển trộm tinh đại pháp, mong muốn đánh cắp Chu Võ Hoàng trên thân linh khí. Chu Võ Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, theo Diệp Thần nơi lòng bàn tay truyền đến, giống như muốn đem chính mình linh hồn đều hút ra đi. Ha ha, ngươi muốn làm gì, muốn làm tiểu thâu? Trộm nguyên khí của ta. Này loại thấp hèn thủ đoạn, vẫn là không muốn thi triển cho thỏa đáng. Chu Võ Hoàng khinh thường cười một tiếng, bão nguyên thủ nhất, trong cơ thể trật tự như thiên địa vĩnh hằng, vạn vật bất động. Diệp Thần mặc dù cực lực đánh cắp, nhưng căn bản trộm không đi Chu Võ Hoàng mảy may linh khí, ngược lại phân ra tâm, bị Chu Võ Hoàng trưởng thế áp chế. Diệp Thần xem thời cơ cực nhanh, lập tức thu trưởng lui lại, cười nói, thủ đoạn thần thông, không có cái gì cao nhã thấp kém, người muốn nhìn cao cấp thủ đoạn, vậy liền như ngươi mong muốn. Trong lòng của hắn niệm động, thao túng trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, một cổ cực nóng năng lượng đột nhiên tuôn ra hiện ra. Bầu trời lập tức trở nên nóng rực dâng lên, từng đoàn hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ, hình thành một cái khổng lồ mà nóng bỏng năng lượng cầu. Thiên hỏa mệnh tinh, mở. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, cái kia năng lượng khổng lồ cầu oanh long long gào thét, phun ra liệt diễm, vô số đạo hỏa diễm theo bên trong bắn ra, dùng Diệp Thần làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều nhiễm lên màu lửa đỏ liệt diễm. Tại thiên hỏa mệnh tinh làm nổi bật dưới, Diệp Thần rực rỡ như một tôn chí cao hỏa thần, bá đạo rộng rãi, đường đường chính chính. Vừa mới phóng thích sương mù, đánh lén Chu Võ Hoàng thất bại, cái khác thủ đoạn cũng thất bại, Diệp Thần liền biết, muốn dựa vào mưu lợi thủ đoạn chiến thắng Chu Võ Hoàng, đó là không có khả năng. Cái gì đều muốn, khả năng đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Muốn lưu lực đi đối phó Ma Phi Thiên, loại ý nghĩ này cố kỵ nhiều lắm, Diệp Thần dứt khoát từ bỏ cố kỵ suy nghĩ, cũng không cần quan tâm nhiều, toàn lực ứng phó, đem hết toàn lực, trước chiến thắng Chu Võ Hoàng lại nói. Thiên hỏa mệnh tinh vừa ra, Diệp Thần cố kỵ diệt hết, biểu lộ ra một cỗ không biết sợ khí phách. Toàn bộ lôi đài chiến trường, đều bị Diệp Thần thiên hỏa hào quang bao phủ lại, khắp nơi nóng rực, phía dưới khán giả, truyền ra từng đợt hưng phấn âm thanh ủng hộ. Làm mục tiêu thấy luân hồi kỳ quan mà hưng phấn. Chu Võ Hoàng thấy toàn bộ lôi đài đều bị Diệp Thần thiên hỏa khí chàng bao phủ, da mặt không khỏi run lên, nói, đã sớm nghe văn luân hồi thất tinh cường hãn, hôm nay tự mình cảm thụ, quả thật là thiên hỏa cuồn cuộn, đốt núi nấu biển, không ai bì nổi. Bất quá, người thiên hỏa mệnh tinh, mong muốn áp chế ta, đó cũng là tuyệt đối không thể. Thiên đế pháp tướng, mở. Chu Võ Hoàng thủ ấn bóp. Lập tức một cỗ kim quang óng ánh, theo trong cơ thể hắn nổ lên, sau lưng hắn dâng lên một đạo có chừng vạn trượng cao pháp tướng. Cái này đạo pháp tướng, bộ dáng liền là Chu Võ Hoàng bộ dáng, nhưng khí thế quả thực là rộng rãi trùng thiên, lại quanh quẩn lấy từng sợi thiên đế khí, người khoác lấy thiên đế kim bào, quanh thân đại đạo hoa trương pháp tắc phủ văn lấp lánh, như muốn chấp sách ngự vũ, bá khí phi phàm. Bàng bạc thiên đế khí, che đậy thập phương. Trực tiếp đem Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh khí diễm, toàn bộ áp chế xuống, trên lôi đài chỉ có thiên đế kim quang, không thấy có thiên hỏa xích viêm. Diệp Thần trên đỉnh đầu thiên hỏa mệnh tinh, tại Chu Võ Hoàng thiên đế pháp tướng khí tượng áp chế dưới, hào quang cũng là hoàn toàn mở đi xuống. Vô số ánh mắt kinh hãi,
dồn dập nhìn về phía Chu Võ Hoàng, rất nhiều xem người vì hắn thiên đế pháp tướng mà kinh ngạc tán thán. Chuyện gì xảy ra, đây là thiên đế pháp tướng. Chẳng lẽ Chu Võ Hoàng đã khôi phục thiên đế thực lực? Điều đó không có khả năng a, nếu là hắn là thiên đế, một bàn tay là có thể đem luân hồi chi chủ trục chết. Tu vi của hắn vẫn là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, sao có thể bùng nổ thiên đế pháp tướng? Thiên đế pháp tướng rộng rãi kim quang, uy thế cực lớn, bình thường võ giả đối mặt, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị nghiền thành thịt nát. Diệp Thần cũng là cảm nhận được trận trận áp lực, bất quá hắn tâm tư 10 điểm nhạy cảm, liếc mắt liền có thể nhìn ra, Chu Võ Hoàng thiên đế pháp tướng, không có kỳ biểu, cũng không có thực chất uy lực, chẳng qua là hắn huyễn tưởng tạo vật. Chu Võ Hoàng, người nghĩ hù dọa người nào, một đạo huyễn tưởng pháp tướng, cũng muốn trấn áp ta. Canh kim thần đỉnh, phá cho ta. Diệp Thần tâm không sợ hãi, biết ngày đó đế pháp tướng chẳng qua là hư ảo, cũng không phải là thực chất. Chỉ cần hắn đạo tâm dũng cảm, liền sẽ không nhận trùng kích. Ông! Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trực tiếp tế ra một tòa chiếc thần đỉnh màu vàng óng, sáng chói rực rỡ, chính là nguyên thiên đế tòa kia kim đỉnh. Kim đỉnh vừa ra, liền cùng thiên hỏa mệnh tinh cộng minh, cuồn cuộn thiên hỏa năng lượng, quán chú đến kim đỉnh bên trong, cả tòa kim đỉnh giống như là núi lửa phun trào, phun ra dung nham liệt tương, oanh long long phá toái hư không. Hung hăng hướng về Chu Võ Hoàng thiên đế pháp tướng ném tới. Lớn thiên kim vừa ấn. Chu Võ Hoàng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần đạo tâm hung mãnh như vậy, vậy mà có thể bỏ qua hắn thiên đế pháp tướng áp chế. Nếu là thiên đế pháp tướng bị kích phá, hắn mất đi khí chàng chống đỡ, liền bị Diệp Thần khí chàng áp chế. Hai tay của hắn kết ấn, ngày đó đế pháp tướng cũng là theo chân kết ấn, sau đó đánh ra một đạo uy mãnh vô cùng thủ ấn, đánh phía Diệp Thần kim đỉnh. Oanh! Diệp Thần kim đỉnh, vô cùng bạo ngược cùng Chu Võ Hoàng thủ ấn, đụng va vào nhau, kinh người sóng linh khí, trong nháy mắt nổ tung lên, canh kim nhuệ khí, thiên hỏa xích chiều, võ đạo kim quang, cuồn cuộn hỗn hợp trùng thiên. Tại đây cỗ kinh thiên dưới vụ nổ, Chu Võ Hoàng thiên đế pháp tướng, trong nháy mắt bị phá hủy, mà Diệp Thần kim đỉnh, lại như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì Chu Võ Hoàng thiên đế pháp tướng, bất quá là hư ảo tồn tại. Mà Diệp Thần kim đỉnh, lại là có thực chất, thậm chí mang theo thượng vị thần pháp tắc. Phốc phốc, thiên đế pháp tướng phá toái, đầy trời kim quang đều tán đi, Chu Võ Hoàng máu tươi cuồng phún, thân thể vô cùng chật vật lui về sau đi, kém chút liền muốn ngã ra lôi đài, mạnh mẽ cầm cái cọc đứng vững, trong cơ thể khí huyết sôi trào đến càng là lợi hại, ngũ quan bởi vì đau nhức mà hoàn toàn méo mó. Nguyên thiên đế kim đỉnh. Làm sao có thể, người sao có thể trưởng khống. Chu Võ Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần kim đỉnh, lộ ra không thể tin biểu lộ. Phải biết, Diệp Thần chẳng qua là một hạ vị thần, lại có thể trưởng khống chỉ có thượng vị thần mới có thể nắm giữ thần đỉnh, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Này canh kim thần đỉnh mang theo thượng vị thần pháp tắc uy áp, hết sức lợi hại, nổ một phát đánh văng ra ngoài, trực tiếp liền đem Chu Võ Hoàng hư ảo thiên đế pháp tướng, trực tiếp đánh nát. Dưới đài, rất nhiều người xem cũng là kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể trưởng khống kim đỉnh. A, không biết luân hồi chi chủ, sử cái gì thủ đoạn, thế mà nhanh như vậy liền có thể khống chế ta kim đỉnh, nhưng cũng không phải luyện hóa, chỉ là đơn thuần làm trở thành pháp bảo khống chế. Nguyên Thiên Đế phát ra một hồi kinh y thanh âm, dùng nhãn lực của hắn, đều nhìn không ra Diệp Thần là làm sao làm được. Hắn tự nhiên không biết, Diệp Thần có thể trưởng khống kim đỉnh, là bởi vì có đăng thần trợ lực. Mặc dù, Diệp Thần còn không có chân chính luyện hóa này tòa kim đỉnh, nhưng khi trở thành pháp bảo như thế dùng tới nện người, uy thế cũng là vô cùng khinh khủng, bởi vì kim đỉnh bên trên mang theo thượng vị thần pháp tắc, đối thiên nguyên cảnh cùng thần đạo cảnh võ giả, có thể hình thành hàng triều đả kích áp chế. Cũng may mà Chu Võ Hoàng đáy xúc tích thâm hậu, căn cơ hùng hồn, bằng không, vừa mới Diệp Thần một thoáng kim đỉnh ném ra đến, hắn đã bị nện chết rồi. Kim đỉnh chấn thiên, đi! Diệp Thần nhìn thấy Chu Võ Hoàng thụ thương thổ huyết, đâu chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, lập tức lại thôi động canh kim thần đỉnh, linh khí quán chú, thiên hỏa gia trì, kim đỉnh rung động ầm ầm, hóa thành một tòa cung điện to lớn, kim hồng sắc thần mang sáng chói, từ trên trời giáng xuống, quay đầu hướng về Chu Võ Hoàng đập chết, muốn đem hắn nện thành thịt nát. Chu Võ Hoàng sợ hãi kinh hãi, liền hô hấp đều hít thở không thông, mắt thấy kim đỉnh đập tới. Hắn ánh mắt như khốn thú lộ ra một vệt hung ác,
hét lớn. Thiên tội cổ kiếm, phá cho ta. Ông một tiếng, Chu Võ Hoàng trong tay, hiện ra một thanh sâu lắng cổ lão thần kiếm, thiên đạo tội phạt khí thức quanh quẩn, tựa như ẩn chứa vô tận thiên tai khí tượng, gió lốc, bạo tuyết, hàn sương, lôi tai, mưa đá các loại. Hắn cuối cùng xuất kiếm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là tốt nhất xuất kiếm thời cơ. Tại trong tuyệt vọng huy kiếm, kiếm ý mang theo chó cùng dứt dậu, tuyệt cảnh phản kích phong mang cùng cuồng nhiệt. Xuy, Chu Võ Hoàng hung ác nhất kiếm phản kích, chanh một tiếng, hung hăng bổ vào Diệp Thần kim đỉnh lên. Diệp Thần cái kia có chừng cung điện thật lớn kim đỉnh, tại chỗ liền bị đánh bay, ô minh một tiếng, cuồn cuộn thiên hỏa theo thân đỉnh bên trong chảy xuống, cả tòa kim đỉnh không ngừng xoay chuyển, thu nhỏ, đến cuối cùng thu nhỏ đến như bàn tay lớn, lại kẹt một tiếng rơi xuống đến Diệp Thần trước mặt. Chỉ thấy kim đỉnh thần quang ảm đạm, phía trên vắt ngang lấy một đầu dữ tợn vết kiếm. Chu Võ Hoàng nhất kiếm, thế mà đem này tòa kim đỉnh bổ đến kém chút nứt ra, kiếm khí quá lớn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần đồng tử rụt lại một hồi, kim đỉnh bị thương nặng, trong cơ thể hắn cũng là khí huyết sôi trào, gặp to lớn liên lụy cùng cắn trả, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại hai bước. Oanh long long, Chu Võ Hoàng cầm kiếm nơi tay, kinh thiên kiếm khí nổ tung, trên lôi đài xuất hiện to lớn hùng vĩ kiếm đạo khí tượng. Chỉ thấy trăm ngàn nắm cự kiếm, mỗi một chiếc đều có cao ngàn trượng, vụt lên từ mặt đất, phá vỡ hư không, thân kiếm hiện ra cổ lão bằng đá, thê lương ủ rột, làm thành một cái kinh khủng kiếm trận, đem chọn cái lôi đài đều bao bọc đi vào. Trăm ngàn nắm cự kiếm, vần quanh thành trận, kinh khủng kiếm ý gợn sóng, mang theo thiên tai thần phạt khí tức, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần tâm thần. Diệp Thần vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy mình cả người phảng phất đều muốn bị cái kia khủng bố kiếm khí vô hình xé rách đi, làn ra một hồi kịch liệt xé rách đau đớn. Tốt, Chu Võ Hoàng, người xuất động thiên tội cổ kiếm, quả nhiên khí thế cũng khác nhau. Rất tốt, chiến đấu như vậy, mới có ý tứ. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng lên, bị kích thích lên đấu trí, ông một tiếng, tế ra thanh long mảnh vỡ. Thần giáp mệnh tinh, thanh long thủ hộ. Diệp Thần tâm niệm vừa động. Thanh long mảnh vỡ hóa thành thanh long thần giáp, bao phủ toàn thân hắn, thành lập kiên cố phòng hộ. Tại thanh long thần giáp phòng hộ dưới, chung quanh trăm ngàn nắm cự kiếm kiếm khí, đối Diệp Thần trùng kích, cũng toàn bộ bị ngăn trở. Ha ha, Diệp Thần, cần cẩn thận như vậy sao? Chu Võ Hoàng nhìn thấy Diệp Thần như thế để phòng ngự bộ dáng, không khỏi cười. Đối mặt trong truyền thuyết chí cao thần khí, đó là đương nhiên là đến cẩn thận một điểm. Diệp Thần cũng cười cười, tại không không thời không thần khí pháp bảo bên trong, thiên tội cổ kiếm xếp hàng thứ nhất, chỉ có luân hồi sách, rừng rậm sách trở vĩ đại kỳ quan, mới có thể siêu việt. Đối mặt như thế chí cao thần kiếm, Diệp Thần tự nhiên không dám xem thường. Có thanh long thần giáp phòng hộ, hắn đối phó thiên tội cổ kiếm, cũng là có mấy phần tin tưởng. Dù sao thanh long thần giáp lực phòng ngự, đó là 10 điểm cường hãn, trước đó Diệp Thần tại mộng cảnh thế giới bên trong. Bị phần tịch linh sơn phai màu người không văn ám sát, đầu bị đối phương hung hăng đập một cái lưu tinh chùy, hắn đều không chết, cũng là bởi vì có thanh long thần giáp phòng hộ. Chu Võ Hoàng liếm môi một cái, nói, vậy liền nhìn một chút là ngươi chiến giáp lợi hại, hay là của ta kiếm lợi hại. Tiếng nói vừa ra, Chu Võ Hoàng cầm kiếm xung phong mà ra, thiên tội cổ kiếm mang theo kinh thiên tội phạt kiếm ý, cuốn lên một cỗ dọa người gió lốc, gào thét lên đánh giết hướng Diệp Thần. Thiên cương chảm thần đao. Diệp Thần nắm chặt thôn vũ đao, cùng Chu Võ Hoàng ngạnh bính. Thôn vũ đao danh xưng là thế gian nhất binh khí sắc bén, nhưng sắc bén nhất, cũng không là uy lực lớn nhất. Uy lực lớn nhất binh khí, là Chu Võ Hoàng thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm bạo sát tới, cuồn cuộn kiếm khí gió lốc, không ngừng chút xuống hướng Diệp Thần. Diệp Thần dùng thôn vũ đao đón đỡ, cùng Chu Võ Hoàng giao phong. Chỉ cảm thấy từng đợt đáng sợ kiếm khí đánh thẳng tới, may mắn hắn có thanh long thần giáp thủ hộ, cũng có thể chống đỡ chịu được. Bằng không, tại thiên tội cổ kiếm hung mãnh kiếm đạo uy lực dưới, Diệp Thần chỉ sợ muốn tan tác, thanh kiếm này uy lực thực sự quá lớn. Bất quá luận phong mang chi lăng lệ, vẫn là Diệp Thần thôn vũ đao, càng hơn một bậc. Hắn nếu có cơ hội, đem lưỡi đao chém vào đến Chu Võ Hoàng trên thân, đủ để đem Chu Võ Hoàng một đao chém thành hai nửa. Nhưng Chu Võ Hoàng tay cầm thiên tội cổ kiếm, quanh thân kiếm khí khuấy động,
Diệp Thần căn bản không có khả năng đụng phải hắn thân thể. Hai người đao kiếm giao kích, trong chớp mắt giao phong mấy ngàn hiệp, lẫn nhau đều không có chân chính chém vào đến thân thể đối phương, thuần túy là đao khí kiếm khí tại va chạm nhau trùng kích. Dưới đài khán giả, nhìn hoa cả mắt. Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng giao phong, rõ ràng là Chu Võ Hoàng chiếm thượng phong, bởi vì hắn trên binh khí chiếm tiện nghi. Bất quá Diệp Thần có Thanh Long thần giáp thủ hộ, cũng không có bị áp chế nhiều ít, một dạng có phòng thủ cơ hội phản kích, không có chiến đấu đến một khắc cuối cùng, người nào cũng không biết sinh tử thắng bại. Ma Phi Thiên nhìn xem đài nộp lên phong hai người, nghĩ thầm, ngày này tội cổ kiếm thật đúng là lợi hại, xem ra ta trước kia xem thường Chu Võ Hoàng. Hắn coi là Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng quyết chiến, Diệp Thần tất thắng, nhưng không nghĩ tới bây giờ thoạt nhìn, đúng là Chu Võ Hoàng chiếm thượng phong. Thiên tội cổ kiếm thân kiếm, liền là Chu Võ Hoàng thân thể, Chu Võ Hoàng huy kiếm ngăn địch, cái kia chính là nhân kiếm hợp nhất, tuy nói tại thiên nguyên cảnh thực lực hạn chế dưới, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thiên tội cổ kiếm 2-3 thành uy lực. Nhưng này 2-3 thành uy lực, nhưng cũng là vô cùng khinh khủng, nếu như không phải Diệp Thần có Thanh Long thần giáp thủ hộ, hắn sớm đã bị thiên tội cổ kiếm kiếm khí xé bể nát. Luân hồi trận doanh bên này, Già Ly Sư Quá nhìn thấy Diệp Thần tình hình chiến đấu bất lợi, nhíu nhíu mày nói, tiếp tục như thế, không phải biện pháp a, luân hồi chi chủ muốn bại. Nhậm Phi Phàm cũng là một mặt bình tĩnh bộ dáng, nói, sư thái xin yên tâm, nếu là đối chiến Ma Phi Thiên, thành bại ta không dám nói, nhưng chỉ là đúng chiến Chu Võ Hoàng, Diệp Thần tất thắng. Hắn ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng đối Diệp Thần thực lực, nhưng lại có to lớn tự tin. Già Ly Sư Quá từ chối cho ý kiến, nói, ha ha, phải không? Dưới lôi đài, Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng giao phong, đã hướng tới quyết liệt. Diệp Thần Thanh Long thần giáp, tại thiên tội cổ kiếm kinh khủng kiếm khí sát phạt dưới, đã xuất hiện từng đầu vết rách, cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi phá toái. Một khi Thanh Long thần giáp phá toái, Diệp Thần mất đi phòng hộ, vậy liền nguy hiểm. Diệp Thần biểu lộ, lại không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại càng đánh càng hưng phấn. Không ngừng cùng Chu Võ Hoàng giao phong, Diệp Thần toàn thân khí huyết, đạt được to lớn thối luyện, lại mơ hồ có đột phá thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong, bước vào thiên nguyên cảnh dấu hiệu. Theo thần đạo cảnh đến thiên nguyên cảnh, kỳ thật cũng không khó. Không không thời không hệ thống tu luyện, thần đạo cảnh, thiên nguyên cảnh, cửu đỉnh cảnh, thông thiên cảnh, thiên đế cảnh 5 cái cảnh giới bên trong. Then chốt tiết điểm, cũng chính là đường ranh giới, kỳ thật chỉ có 3 cái. Một cái, là chứng đạo trèo lên thần, theo vô lượng cảnh tiên đế, đăng thiên thành thần, bước vào thần đạo cảnh, một bước này là cực kỳ chật vật, cần độ thiên kiếp. Thiên kiếp vượt qua, tiến vào thần đạo cảnh về sau, chỉ phải không ngừng tích lũy tài nguyên, là có thể nước chảy thành sông, rảo bước tiến lên thiên nguyên cảnh. Cái thứ hai tiết điểm, là thiên nguyên cảnh đến cửu đỉnh cảnh, cần rèn đúc thần đỉnh. Mới có thể phá cảnh chứng đạo, đằng sau không ngừng tích lũy tài nguyên, cũng là có thể nước chảy thành sông tiến vào thông thiên cảnh, trở thành thần vương. Cái thứ ba tiết điểm, liền là theo thần vương đến thiên đế, cần lịch thiên đế kiếp, so trèo lên thần kiếp hung hiểm vạn lần, kinh khủng nhất. Diệp Thần bản thân liền tích lũy bàng bạc tài nguyên, lúc này cùng Chu Võ Hoàng không ngừng giao phong, trong cơ thể hắn lắng đọng nội tình, bị kích phát ra đến, khí huyết sôi nổi, cũng nhanh muốn bước vào thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh cùng thần đạo cảnh khác biệt lớn nhất, liền là thiên nguyên cảnh có tư cách tư tưởng chân chính vĩ đại kỳ quan. Thiên nguyên cảnh võ giả, có thể càng nhanh hấp thu thiên địa linh khí, đối thiên đạo pháp tắc cảm ứng, cũng càng vì nhạy cảm, tâm tư càng linh xảo đa dạng, có thể tư tưởng ra chân chính vĩ đại kỳ quan. Giống như là luân hồi sách, rừng rậm sách, 10 đuôi thần thú, thiên nữ băng hoàng thánh điển, ma phi thiên bất hủ phong bia, sự thần thế giới khải kỳ lục, nguyên thiên đế chân lý tế đàn. Hồn thiên đế thôn hồn tà đạo trương, đều thuộc về vĩ đại kỳ quan, có kinh thiên vĩ địa chi năng. Một cái cấp thấp nhất thối thể cảnh phàm nhân, cũng có thể tư tưởng vĩ đại kỳ quan, bởi vì tư tưởng là không có hạn chế, nhưng người bình thường tư tưởng vĩ đại kỳ quan, chỉ có mơ hồ đường nét, không có cụ thể chi tiết. Tỷ như một người, tư tưởng ra một loại có khả năng phá hủy vũ trụ vũ khí, hắn đại khái chỉ có thể nghĩ đến vũ khí này thô sơ giản lược vẻ ngoài cùng uy lực, nhưng cụ thể chi tiết. Pháp tắc như thế nào vận chuyển, linh khí năng lượng như thế nào chuyển hóa, những vật này không có đầy đủ căn cơ, là không tưởng tượng ra được. Này căn cơ, liền là thiên nguyên cảnh căn cơ. Chỉ có tu vi đến thiên nguyên cảnh, đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ,
mới xem như đến đăng đường nhập thất mức độ, có thể đạt được thiên ngộ. Tại tư tưởng vĩ đại kỳ quan thời điểm, một chút cụ thể pháp tắc chi tiết, làm sức tưởng tượng lâm vào bình cảnh thời điểm, liền có khả năng đạt được thiên ngộ, từ đó phá vỡ hết thảy trở ngại, tư tưởng ra chân chính có thể phát huy ra uy lực vĩ đại kỳ quan. Tỷ như thiên nữ băng hoàng thánh điển, nếu như nàng chỉ có thần đạo cảnh, là tuyệt đối cấu không nghĩ ra được, chỉ có đến thiên nguyên cảnh, tại thiên ngộ trợ lực dưới, mới có thể chân chính sáng tạo ra kỳ quan. Đương nhiên, thế gian này, cũng tồn tại một chút đặc thù thiên tài, coi như không có thiên ngộ trợ lực, dựa vào tự thân, cũng giống vậy có khả năng sáng tạo kỳ quan, tỷ như ban đầu tư tưởng luân hồi sách cái kia đời luân hồi chi chủ, đừng nói thiên nguyên cảnh, liền thần đạo cảnh đều không phải là một dạng sáng lập luân hồi sách khái niệm. Loại thiên tài này, ngàn tỷ không một. Người bình thường nghĩ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, ít nhất cũng phải có thiên nguyên cảnh thực lực. Đương nhiên, tư tưởng là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác, coi như là thiên đế, đều khó mà đem vĩ đại kỳ quan thực hiện. Bất quá, có thể tư tưởng ra vĩ đại kỳ quan, đạo tâm trật tự, là có thể đại đại tăng cường, cũng là có vô cùng chỗ tốt. Lúc này, Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng không ngừng giao thủ, toàn thân khí huyết đạt được to lớn thối luyện, đã mơ hồ muốn bước vào thiên nguyên cảnh, tâm tư của hắn cũng biến thành sinh động, tư duy so trước kia linh hoạt rất nhiều, thậm chí một cách tự nhiên, hắn một bên chiến đấu, một bên tại tư tưởng sự vĩ đại của mình kỳ quan. Trước đó Tinh Đạo Long Nữ, từng nói qua Diệp Thần không có năng lực, không có chính mình chuyên môn vĩ đại kỳ quan. Hiện tại, Diệp Thần trong óc, liền có một cái vĩ đại kỳ quan hình thức ban đầu, cái này hình thức ban đầu tư tưởng, nhưng Diệp Thần tâm nghĩ càng thêm hưng phấn, máu nóng sôi trào. Chu Võ Hoàng, này một trận chiến, xem ra là ta tất thắng. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, như dã thú cuồng nhiệt nói. Ngươi nói cái gì, ngươi có thể đấu được ta thiên tội cổ kiếm lại nói. Lớn thiên huyết tội chém. Chu Võ Hoàng hừ một tiếng, hắn lúc này còn chiếm lấy thượng phong, không sợ chút nào Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần chiến giáp đã khắp nơi nứt ra, hắn biết mình thủ thắng cơ hội tới, lập tức tinh huyết quán chú đến thiên tội cổ kiếm trên mặt. Ông! Thiên tội cổ kiếm vù vù, nở rộ vô tận huyết quang, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tội nghiệt khí tức, lại hung hăng hướng về Diệp Thần chém đi. Một kiếm này 10 điểm hung mãnh, mang theo thiên phạt tội nghiệt, vô tội người, lọt vào kiếm khí áp chế, đều muốn tiêm nhiễm tội nghiệt, đều muốn bị thượng thiên thẩm phán. Diệp Thần thấy thế, lại là mảy may không hoảng hốt, ném ra Tuyết Hiên thần đăng, lại không phải dùng phóng thích cái gì sương mù, mà là trực tiếp dùng làm hiến tế. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, bạo cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thi triển thiên làm thịt đúc tinh thuật, dùng Tuyết Hiên thần đăng vì hiến tế, xung làm đúc tinh tài liệu, một khỏa như băng tuyết tinh cầu khổng lồ, lập tức tại Diệp Thần trong tay hiển hiện, sau đó đột nhiên tại hắn cùng Chu Võ Hoàng ở giữa nổ tung. Này Tuyết Hiên thần đăng, chính là yêu tổ thần khí, coi như đăng thần tiêu tán, cũng là hiếm có pháp bảo, nhưng bây giờ Diệp Thần trực tiếp hiến tế đi, xung làm đúc tinh tài liệu, đều không mang theo lưỡng lự, đây là đại quyết đoán. Chu Võ Hoàng đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Diệp Thần thiên làm thịt tinh thần, tại Tuyết Hiên thần đăng bổ sung dưới, nổ tung uy thế 10 điểm to lớn, mãnh liệt nổ tung sóng khí, tại giữa hai người nổ tung. Chu Võ Hoàng lớn thiên huyết tội trảm, còn không có chém trúng Diệp Thần, cả người liền đang kịch liệt nổ tung bên trong, bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Đây cũng là hắn vì sợ bị tạc thương, đem đại bộ phận lực lượng đều thu hồi lại, dùng làm phòng ngự. To lớn nổ tung, kích thích đầy trời bụi mù, chỉ thấy cuồn cuộn trong bụi mù, Diệp Thần thân ảnh chợt hiện, vẻ mặt dữ tợn, dẫn theo thôn vũ đao, một đao vô cùng cuồng bạo chém về phía Chu Võ Hoàng. Vô tưởng một đao. Diệp Thần quát lên điên cuồng, đao thế mãnh liệt bá đạo tới cực điểm, vô tư vô niệm, vô tưởng một đao, lưỡi đao bên trong chỉ có thuần túy sát khí, không có mặt khác bất luận cái gì dư thừa đồ vật, lăng lệ phong duệ, chân chính vô tưởng, hung ác, cuồng hung hãn, vô địch thiên hạ. Chu Võ Hoàng triệt để chấn sợ, vô tưởng một đao, chính là đao kiếm thần quyết bên trong diệu pháp, đại biểu cho đao pháp cực hạn, thế gian vô tưởng một đao chí cao chúa tể giả, là thiên đao gia tộc gia chủ đao thiên đế. Diệp Thần này một đao chém xuống, vô tư vô niệm, không có một chút chất bẩn, chỉ có thuần túy sát khí, đã được đến vô tưởng một đao tinh túy. Chu Võ Hoàng đối mặt này một đao, hô hấp đều hít thở không thông, phảng phất thấy được đao thiên đế đích thân tới. Toàn trường xem người nhìn thấy Diệp Thần này một đao,
cũng là hoảng hốt, vô cùng chấn động. Diệp thần này một đao, đã phảng phất là trí cao nghệ thuật, rất có mỹ cảm, cực kỳ thuần túy, là sát lục thuần túy, phong mang thuần túy, phối hợp thêm thế gian nhất binh khí sắc bén thôn vũ đao, quả thực là hoàn mỹ. A, à, vô tưởng một đao, luân hồi chi chủ một đao này tạo nghệ, chỉ sợ không ở dưới tay ta. Chân lý sẽ trận doanh bên này, đao thiên đế đang làm khách khanh, ngồi tại trận doanh phía sau, nhìn thấy Diệp thần một đao này thuần túy về sau, hắn cũng là triệt để bị chấn động. Đao thiên đế quá khiêm tốn, luân hồi chi chủ đao pháp lợi hại hơn nữa, lại thế nào so đến được ngươi? Đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng chậm chậm nói ra. Đao thiên đế lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ cùng ta chênh lệch, chẳng qua là tu vi chênh lệch, nhưng nếu là đơn thuần luận đao pháp tạo nghệ, hắn đủ để cùng ta sánh vai cùng. Nghe được đao thiên đế lời này, chân lý sẽ trận doanh tất cả mọi người chấn động, Thiên Ung Hoàng ngẩn ngơ, không nói gì với nhau. Sơn thần thì là hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy oán nộ, lại là kiêng kỵ. Diệp thần có thể được đến đao thiên đế như thế đánh giá, tương lai tiềm lực có thể nghĩ. Trên lôi đài, chủ võ hoàng đối mặt Diệp thần vô tưởng một đao, cũng là không dám có chút chủ quan. Ta thân là kiếm, thân kiếm vì ta, thân kiếm như một, thiên địa vĩnh hằng. Chủ võ hoàng cắn nát hàm răng, trung bình tấn trầm ổn, thân như sơn nhạc, giơ kiếm đón lấy. Thiên tội cổ kiếm phía trên, toát ra trước nay chưa có kinh thiên huyết mang. Giờ khắc này Chu Võ Hoàng, thân thể, linh hồn, máu tươi, hết thảy, đều ký thác quán chú tại thiên tội cổ kiếm trên mặt. Cong! Diệp thần vô tưởng một đao, cùng Chu Võ Hoàng thiên tội cổ kiếm, hung hăng đụng va vào nhau, đao kiếm giao phong, nhuệ khí kinh thiên, sát khí như sóng chiều cuồn cuộn, oanh long long nổ vang, lôi đài xung quanh đứng sừng sững lấy trăm ngàn nắm cự kiếm, trong nháy mắt sụp đổ đập tan đi. Không gian bị ép bạo, thời gian thành khư, trên lôi đài thời không, phảng phất lâm vào đứng im, Diệp thần cùng Chu Võ Hoàng, đều tựa như pho tượng bất động, chỉ có hai người đao kiếm khí thế, đang không ngừng chiến đấu tranh phong. Răng rắc, hai người liều mạng chiến đấu phía dưới, cánh tay xương cốt đang điên cuồng nổ vang. Diệp thần, người vô tưởng một đao, ta thừa nhận xác thực lợi hại. Nhưng, người trung quy là hạ vị thần, người đối cảnh giới trưởng khống, trung quy là không bằng ta. Nhân quả luật, ta tất thắng. Chu Võ Hoàng phát ra gào thét, đúng là phát ra một đầu nhân quả luật, dùng lớn tín niệm, cầu nguyện chính mình tất thắng. Tu vi cảnh giới của hắn, trung quy là cao hơn Diệp thần ra một tầng, đối nhân quả luật trưởng khống, cũng so Diệp thần lợi hại rất nhiều. Diệp thần có luân hồi thất tinh trợ lực, bình thường nhân quả luật không áp chế nổi hắn, nhưng lúc này Chu Võ Hoàng chấp trưởng lấy thiên tội cổ kiếm, phong mang tất lộ, này nhân quả luật lực lượng vẫn là sẽ đối với Diệp thần tạo thành nhất định áp chế. Chu Võ Hoàng tín niệm kiên định, đao kiếm rằng qua phía dưới, hắn thiên tội cổ kiếm, dần dần đè lên Diệp thần thôn vũ đao, hướng về Diệp thần thân thể từng tấc ép tới gần. Muốn dựa vào nhân quả luật ép ta? Thật có lỗi, ta cũng là thiên nguyên cảnh a. Diệp thần nhe răng cười một tiếng, toàn thân lập tức linh khí nổ tung, một cỗ kim quang trùng thiên. Cảnh giới của hắn khí tức thế mà trong nháy mắt đột phá, theo thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong, chính thức đột phá bước vào thiên nguyên cảnh. Xoạt, xoạt, xoạt. Luân hồi đột phá, khí tượng kinh thiên, vô tận kim quang ở chân trời trải rộng ra, hình thành luân hồi thiên quốc vĩ đại cương thổ. Tại luân hồi thiên quốc bên trong, có vô số tín đồ, tại hướng về Diệp thần quỳ bái, hát vang chúc phúc, cầu nguyện tán tụng, vì Diệp thần đột phá mà gieo hò. Có thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, đầy sao sáng chói, nhật nguyệt lấp lánh, thiên địa sơn hà, đều vì Diệp thần đột phá, đưa lên chúc phúc tập tục, cửu thiên chi thượng truyền tụng lấy vĩ đại sử thi bài hát ca tụng. Tại nên luân hồi thiên quốc phía trên, một tòa bất hủ phong bia, cao ngất đứng sừng sững. Phong trên tấm bia, Diệp thần vinh quang, lại thêm một bút, cái kia chính là đột phá thiên nguyên cảnh. Đại cảnh giới đột phá, đáng giá ghi khắc. Cái gì? Chu Võ Hoàng hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp thần thế mà lại ở cùng hắn thời điểm chiến đấu đột phá. Diệp thần một tấn cấp thiên nguyên cảnh, đại khí tượng sục sôi, Chu Võ Hoàng nhân quả luật áp chế, liền không được mảy may hiệu quả. Hắn kinh hãi phía dưới, ngược lại bị Diệp thần phản kích. Diệp thần thôn vũ đao, trái lại áp chế hắn thiên tội cổ kiếm, lưỡi đao hướng hắn thân thể tới gần. Đáng chết, người thế mà lâm trận đột phá.
Chu Võ Hoàng khẽ cắn môi, nào nghĩ tới sẽ có như thế biến cố, Diệp Thần sau khi đột phá, linh khí sục sôi cuồn cuộn, tiếp tục như thế, hắn khẳng định phải bại. Dưới lôi đài, Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp Thần đột phá, cũng là kinh hãi, thầm nghĩ tiểu tử này thế mà đột phá, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Đài bên trên, Diệp Thần cười gằn nói, Chu Võ Hoàng, người phải thua. Bước vào thiên nguyên cảnh Diệp Thần, khí thế như cầu vồng, lực lượng bão táp, hắn chặt chẽ đem thôn vũ đao đè xuống, muốn đem Chu Võ Hoàng đánh giết. Chu Võ Hoàng cắn chặt răng, nắm chặt thiên tội cổ kiếm cách cản trở, đã càng ngày càng cố hết sức. Diệp Thần hiện tại đột phá, phô tưởng một đạo uy áp mãnh liệt hơn, Chu Võ Hoàng căn bản ngăn cản không nổi. Chiến cuồng nguyên thể, mở. Trong lúc nguy cấp, Chu Võ Hoàng tay trái đột nhiên tế ra một khối màu vàng kim tinh thạch, đem bóp nát. Tinh thạch bóp nát về sau, một cỗ cuồng bạo năng lượng, chính là rót vào hắn trong cơ thể. Oanh! Chỉ một thoáng, Chu Võ Hoàng toàn thân khí tức, cũng là theo chân bão táp, bùng nổ diễm diễm kim quang, tóc trùng thiên, từng sợi dựng thẳng lên, mỗi một cây sợi tóc đều biến thành màu vàng kim, biểu lộ ra da rộng rãi nóng rực uy thế. Hắn thế mà bạo phát ra chiến cuồng nguyên thể. Bộc phát ra chiến cuồng nguyên thể về sau, Chu Võ Hoàng lực lượng bão táp, chanh một tiếng, trở tay đẩy, liền đem Diệp Thần chấn động đến đạp đạp lui lại. Diệp Thần sắc mặt biến hóa, chỉ bị chấn động đến cánh tay run lên, nhìn xem Chu Võ Hoàng toàn thân kim quang diễm diễm bộ dáng, hắn liền biết, vừa mới Chu Võ Hoàng bóp nát màu vàng kim tinh thạch, có gì đó quái lạ. Cái kia kim sắc tinh thạch, nếu như Diệp Thần nhớ không lầm, là tại trận đấu thứ nhất lúc, hắn đánh giết Hùng Bá Phong về sau, Hùng Phách Thiên lặng lẽ kín đáo đưa cho Chu Võ Hoàng. Xem ra cái kia viên màu vàng kim tinh thạch, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, có thể để cho người ta ngắn ngủi mở ra chiến cuồng nguyên thể. Chu Võ Hoàng mặc dù không phải Hùng Bá gia tộc người, nhưng ở cái kia kim sắc tinh thạch trợ lực dưới, giờ phút này cũng là mở ra ra chiến cuồng nguyên thể. Chiến cuồng nguyên thể vừa mở, Chu Võ Hoàng toàn thân tiềm lực đều bị kích phát, khí chàng trở nên vô cùng khủng bố. Diệp Thần, có thể đem ta bước đến một bước này, người cũng tính vô địch. Chu Võ Hoàng trong mắt lướt qua một vệt che lấp, mở ra chiến cuồng nguyên thể, kích phát thân thể tiềm lực, hóa thân cuồng chiến sĩ, đối với chiến đấu lực tăng lên, tự nhiên là to lớn, nhưng đối thân thể tiêu hao, cũng là 10 điểm to lớn. Chu Võ Hoàng biết, này một trận chiến coi như có thể thắng, chính mình cũng là muốn trả một cái giá thật là lớn. Thiên tội chi ý, cho ta trấn áp. Chu Võ Hoàng ném ra ngoài kiếm trong tay, thiên tội cổ kiếm hưu một tiếng phi thiên, ẩn vào trong mây không thấy. Nhưng tiếp theo sát, từ cái này chí cao cửu thiên vân bưng lên, truyền đến một hồi oanh long long nổ vang rung trời, chỉ thấy một thanh vạn trượng lớn lên khủng bố cự kiếm, đột phá thương khung tầng mây, từ trên bầu trời oanh long long chấn sát xuống tới. Cái kia cự kiếm hiện ra bằng đá, xưa cũ tang thương, phía trên che kín tuế nguyệt loang lổ dấu vết. Lại dẫn vô tận thiên phạt sát khí, chính là thiên tội cổ kiếm. Toàn trường khán giả, thấy thiên tội cổ kiếm hóa thành vạn trượng, từ trên trời giáng xuống, đều là dọa đến hồn phi phách tán, cái kia kinh khủng kiếm đạo uy thế, mang theo thiên phạt uy áp, làm cho ở đây không ít cường giả cũng vì đó run rẩy, coi như là thượng vị thần, đều không dám nhìn thẳng, chỉ có thông thiên cảnh thần vương, cùng thiên đế cấp bậc cường giả, mới dám nhìn thẳng cái kia kinh khủng thiên tội cổ kiếm. Chiến cuồng nguyên thể mở ra phía dưới, Chu Võ Hoàng tiềm lực bùng nổ, đối thiên tội cổ kiếm trưởng khống độ, cũng là nước lên thì thuyền lên, một kiếm này từ cửu thiên chi thượng chém xuống, khí thế kinh người. Tại đây vạn trượng cự kiếm chấn áp xuống, Diệp Thần thân thể, đơn giản tựa như là con kiến hôi nhỏ bé. Xong! Diệp Thần, chạy mau! Dưới đài, Tôn Di kinh hô lên, e sợ cho Diệp Thần muốn bị thiên tội cổ kiếm chấn giết. Trong lúc trước mắt, chỉ có trốn xuống lôi đài, mới có một chút hy vọng sống. Thiên tội cổ kiếm chấn xuống tốc độ, cũng không tính nhanh, Diệp Thần còn có chạy trối chết cơ hội. Chu Võ Hoàng như thế cực hạn thi triển thiên tội cổ kiếm, cho nên tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào, nhưng Chu Võ Hoàng biết, Diệp Thần sẽ không chạy trối chết. Chính như hắn sở liệu, Diệp Thần thân thể như pho tượng đứng vững vàng, nhìn thẳng từ trên trời giáng xuống vạn trượng cự kiếm, cũng không có chạy trối chết ý tứ. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu như mình đi xuống cái lôi đài này, vậy thì chờ cùng là nhận thua, quần hùng thiên hạ đều sẽ xem thường hắn, luân hồi trận doanh trật tự cũng sẽ trong nháy mắt đi theo sụp đổ. Này một trận chiến, coi như chết trận, cũng không thể trốn.
Chu Võ Hoàng, ngươi cho rằng, ngươi một kiếm này có thể trấn sát ta. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo đỉnh phong. Diệp Thần lộ ra một vệt lăng lệ nụ cười, nhìn xem cái kia chậm rãi trấn sát xuống tới thiên tội cổ kiếm, hắn mảy may cũng không hoảng hốt, trong ánh mắt chiến ý, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Ông! Diệp Thần tay trái, kiếm quang lưu động, luân hồi thiên kiếm xuất hiện, một cỗ thâm thúy kiếm ý, đang nhanh chóng nổi lên. Cái kia cỗ kiếm ý, như cuốn ngược thác nước, như đảo lưu sông lớn Trường Giang, lộ ra một cỗ nghịch phản thiên địa khí tức, cỗ khí tức này cũng không cường đại, nhưng lại có một cỗ nghịch chuyển thiên địa đặc thù pháp tắc lực lượng. Đây là... Chu Võ Hoàng cảm nhận được Diệp Thần kiếm ý, lập tức lộ ra một vệt thần sắc kinh khủng. Chỉ thủy kiếm đạo, chỉ thủy nhất kiếm, phá cho ta. Diệp Thần nhất kiếm vung ra, hướng về thiên tội cổ kiếm đánh tới. Một kiếm này cực điểm bằng phẳng, lại mang theo vô tận sát ý vô tận. Chỉ thủy nhất kiếm, xuyên thông cổ kim, đạo nghịch càn khôn. Chỉ thủy kiếm đạo, nhìn như bình phàm, nhưng sau lưng lại ẩn chứa kinh khủng pháp tắc lực lượng, có thể bỏ qua lực lượng chênh lệch, bỏ qua cảnh giới chênh lệch, dùng sâu kiến chi thân, chém giết thiên thần. Một kiếm này vi phạm với thiên đạo quy luật, vi phạm với tự nhiên nói lý, nghịch chuyển càn khôn, lật đổ hết thảy, chính là chí cao kiếm đạo, là kiếm đỉnh. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, có thể chân chính lĩnh ngộ chỉ thủy kiếm đạo tinh túy người, bất quá một tay số lượng. Mà Diệp Thần, chính là thứ nhất. Đối mặt Chu Võ Hoàng từ trên trời giáng xuống vạn trượng thiên tội cổ kiếm, Diệp Thần bạo phát ra chỉ thủy kiếm đạo. Chỉ thủy nhất kiếm thi triển, hắn toàn thân gân cốt răng rắc rung động, phảng phất bị xoay chuyển, bị một cỗ kinh khủng quy tắc nghịch phạt, đây là thi triển chỉ thủy kiếm đạo mang tới tác dụng phụ. Nhưng, Diệp Thần cắn răng cố nén, mũi kiếm bình ổn giết ra. Cong! Làm Diệp Thần chỉ thủy nhất kiếm, cùng Chu Võ Hoàng thiên tội cổ kiếm va chạm, một màn kinh người xuất hiện. Diệp Thần chỉ thủy nhất kiếm, nhìn như bình thường thong thả, thường thường không có gì lạ, nhưng hết lần này tới lần khác, khi hắn nhất kiếm đánh trúng thiên tội cổ kiếm, vạn trượng cao thiên tội cổ kiếm, răng rắc nổ vang, thân kiếm thế mà bắt đầu điên cuồng nổ tung đập tan. Tất cả mọi người thấy cảnh này, triệt để kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Thiên tội cổ kiếm bị đánh nát, cái này sao có thể? Luân hồi chi chủ một kiếm này, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Đồ đần, đó là chỉ thủy nhất kiếm, có thể điên đảo thiên địa pháp tắc, bỏ qua hết thảy lực lượng. Rất nhiều kinh hãi tiếng hô vang lên, có người không biết chỉ thủy nhất kiếm huyền bí, hoàn toàn xem không hiểu Diệp Thần là thế nào đánh nát thiên tội cổ kiếm. Mà có thể xem người biết, cũng là kinh hãi đến hồn phi phách tán, chỉ thủy nhất kiếm huyền bí, rất nhiều người đều có nghe nói, nhưng rất nhiều người còn là lần đầu tiên, tận mắt chứng kiến đến chỉ thủy kiếm đạo đáng sợ. Diệp Thần báo, nhìn như bình thường nhất kiếm, thế mà đánh nát thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm vạn trượng cao thân kiếm, triệt để bạo liệt vỡ vụn, biến trở về một thanh ba thước thanh phong, hào quang ảm đạm, ôm minh một tiếng, về tới Chu Võ Hoàng trên tay. Vừa mới Diệp Thần đánh nát, dĩ nhiên không phải thiên tội cổ kiếm bản thể, mà là hắn huyễn hóa ra tới cự kiếm khí tượng, nhưng dù vậy, thiên tội cổ kiếm bản thể cũng là bị thương. Phốc! Chu Võ Hoàng máu tươi cuồng phún, nuôi đốn ngã xuống đất, thiên tội cổ kiếm bị thương, hắn cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng trùng kích. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị Diệp Thần chỉ thủy kiếm khí xoắn nát. Diệp Thần trạng thái kỳ thật cũng thật không tốt, tuần tự vận dụng vô tưởng một đao cùng chỉ thủy nhất kiếm, hắn khí tức tiêu hao cực kỳ to lớn, nhưng hắn chiến ý sôi trào, ánh mắt lại như cũ là cuồng nhiệt. Chu Võ Hoàng, người bại, ta muốn ngươi chết. Đao kiếm thần quyết, pháp tắc ấp ủ. Diệp Thần ánh mắt toát ra cuồng dã sát khí, nhìn xem nuôi đốn ngã xuống đất Chu Võ Hoàng, hắn cũng không có buông tha ý tứ. Lúc này Diệp Thần, tay phải thôn vũ đao, vô tưởng từng đao ý cô đọng, tay trái luân hồi thiên kiếm, chỉ thủy từng kiếm một khí lao nhanh, đao ý kiếm khí dung hợp, đã được đến đao kiếm thần quyết tinh túy. Đao kiếm thần quyết, là tam thập tam thiên thần thuật bên trong, bài danh đệ nhị tồn tại, ẩn chứa chỉ thủy nhất kiếm cùng vô tưởng một đao ảo diệu biến hóa. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì một người, có thể luyện thành đao kiếm thần quyết. Bởi vì vô tưởng một đao cùng chỉ thủy nhất kiếm, luyện thành một môn đã là 10 điểm gian nan, hai môn đều luyện thành,
mà lại dung hợp một thể, cái kia càng là muôn vàn khó khăn. Giờ khắc này, Diệp Thần đấu chí sôi trào, vô tưởng một đao cùng chỉ thủy nhất kiếm khí thế hàm ý, đã ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành đao kiếm thần quyết, Diệp Thần chính thức nắm giữ. Đao kiếm thần quyết mạnh lớn khí tức kinh khủng, tại Diệp Thần trên thân triệt để ấp ủ hoàn thành, hắn toàn thân khí lưu oanh long long nổ vang, tóc lột xác thành màu vàng kim, từng sợi tung bay, so với mở ra chiến cuồng nguyên thể Chu Võ Hoàng, càng giống là một cái cuồng chiến sĩ. Dưới lôi đài, cảm nhận được Diệp Thần hung mãnh như vậy uy thế, Ma Phi Thiên triệt để chấn kinh. Đao kiếm thần quyết, tiểu tử này, lại có thể trưởng khống, này có thể không xong, hắn lợi hại như thế. Ta muốn chiến thắng hắn, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Ma Phi Thiên trong lòng vô cùng e dè, nhưng nghĩ lại, đúng, này một trận chiến kết thúc, hắn tiêu hao chắc chắn to lớn, lại đánh với ta, đã là nỏ mạnh hết đà, ta có khả năng dễ dàng thủ thắng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn lại không khỏi câu lên một vệt ý cười. Nếu như Diệp Thần là trạng thái đỉnh phong, hung hãn như vậy, Ma Phi Thiên thật đúng là không có nắm bắt có thể thắng. Nhưng Diệp Thần đánh xong Chu Võ Hoàng về sau, khí lực nhất định suy kiệt, lại cùng hắn đánh, hắn chiếm hết ưu thế, thắng lợi trong tầm mắt. Mà trên lôi đài, bị Diệp Thần đao kiếm khí tức áp chế Chu Võ Hoàng, nguyên bản nguy đốn ngã xuống đất, giờ phút này thế mà dãy dụa lấy chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy Chu Võ Hoàng đứng lên, toàn trường người chấn động. Chu Võ Hoàng lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn xem Diệp Thần toàn thân khí thế mênh mông bộ dáng, nhếch nhếch miệng cười nói, rất tốt. Diệp Thần, người không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên vô địch, ta kém chút liền chết trong tay ngươi. Bất quá, người đừng quên, ta đã từng có thể là thiên đế, này một trận chiến, đánh cược ta thiên đế căn cơ, ta cũng nhất định phải thắng. Oanh long long, Chu Võ Hoàng khí huyết như kinh lôi nổ vang, cũng không để ý trọng thương, điên cuồng tiêu hao lấy chính mình thân thể, chiến cuồng nguyên thể mở ra đến cực hạn, toàn thân kim quang như nước thủy triều. Sau lưng hiện ra đế hoàng tròm sao đồ đằng, cũng cùng chiến cuồng nguyên thể dung hợp, đế hoàng tròm sao biến thành cuồng đế tròm sao, cũng là như là một tôn cuồng chiến sĩ. Ta thân hóa cuồng đế, quét ngang vạn pháp vô địch, hôm nay nhất định phải chấn sát ngươi. Chu Võ Hoàng vành mắt tận nứt, tiềm năng đều bạo phát đi ra, lần nữa hiển hóa ra một tôn thiên đế pháp tướng, không, nói đúng ra, phải gọi cuồng đế pháp tướng, mang theo một cỗ chiến cuồng, điên cuồng. Điên cuồng nóng rực đấu trí. Đồng tử của hắn hóa thành huyết sắc, cuồng nhiên bạo sát ra một quyền, như thiên đế đích thân tới, vô cùng hung mãnh oanh sát hướng Diệp Thần. Hắn thậm chí liền kiếm đều không cần, như là một cái cuồng dã nhất chiến sĩ, phải dùng nắm đấm của mình, đem Diệp Thần giết chết. Tốt, rất tốt. Chu Võ Hoàng, người còn muốn liều mạng, vậy liền xem hưu chết vào tay ai đi. Diệp Thần đấu trí cũng là kịch liệt dấy lên. Hai tay đao kiếm đủ chạm mà ra. Đao kiếm thần quyết, cho ta chém giết. Thôn vũ đao cùng luân hồi thiên kiếm, phân biệt bộc phát ra vô tưởng đao khí, chỉ thủy kiếm khí, hướng về Chu Võ Hoàng chém đi. Đao khí kiếm khí, tung hoành đan sen, hình thành một đạo đao kiếm thập tự chạm. Đạo này thập tự chạm, đại đạo đơn giản nhất, không có cái gì lòe loẹt biến hóa, lại đại biểu cho đao pháp cùng kiếm pháp cực hạn. Vô tưởng một đao, chỉ thủy nhất kiếm. Diệp Thần đối đao kiếm hết thảy tạo nghệ lĩnh ngộ, đều đúc nóng tại đạo này thập tự chạm bên trong. Xoẹt, thập tự chạm chạm phá hư không, phát ra bén nhọn tiếng nổ, đao kiếm khí lưu màu sắc, hóa thành như thủy tinh sáng chói, đạo uẩn lấp lánh. Thủy tinh màu sắc, là thiên đạo quang mang màu sắc, Diệp Thần đao kiếm thần quyết đỉnh phong bùng nổ, thập tự chạm gào thét, thiên đạo sức mạnh to lớn bùng nổ, này đao kiếm thập tự chạm, phảng phất không phải xuất từ tay của hắn. Mà là trực tiếp theo trên thiên đạo bạo sát mà ra. Vĩ đại, lăng lệ, ngắn gọn, phong duệ, sát phạt vô địch, toàn trường hết thảy người xem, bao quát đại chủ tể, nguyên thiên đế, hồng quân lão tổ đám người, đều bị Diệp Thần một chiêu này rung động. Nhìn như đơn giản thập tự chạm, lại ẩn chứa chí cao đao kiếm huyền bí, đây là đao kiếm thần quyết đại khí tượng, ngắn gọn lăng lệ, âm vang hùng hồn, sát lục trùng thiên. Một chiêu thập tự chạm. Sau lưng là sen lẫn muôn vàn cuồng bạo đao khí kiếm khí. Ta vì thiên đế, chấn sát hết thảy địch. Đối mặt Diệp Thần đao kiếm thập tự chạm, Chu Võ Hoàng lại không có lùi bước, phát ra to tiếng quát, sau lưng cuồng đế pháp tướng sáng chói phát sáng, hắn rõ ràng chẳng qua là thiên nguyên cảnh, nhưng lại phảng phất bạo phát ra thiên đế đấu trí cùng khí thế, cả
cả người sinh mệnh đang điên cuồng bùng cháy, linh hồn đang sôi trào, đánh cược chính mình hết thảy, nắm đấm hướng về Diệp Thần thập tự trảm đánh tới. Xuy, Chu Võ Hoàng nắm đấm, cùng Diệp Thần thập tự trảm đối oanh, cái kia đủ để bạo diệt Hoàn Vũ một quyền, lại hoàn toàn oanh không phá Diệp Thần thập tự trảm, ngược lại nắm đấm của mình, trực tiếp bị đao khí kiếm khí cắt chém đến hiếm vỡ. Sau đó, Diệp Thần thập tự trảm, mang theo vô cùng đáng sợ phong mang, theo Chu Võ Hoàng thân thể cắt chém mà qua, không có phát ra một điểm thanh âm, giống như là thế gian sắc bén nhất cái kéo nhẹ nhàng cắt ra một tờ giấy mỏng. Chu Võ Hoàng thân thể, lọt vào thập tự trảm xuyên thấu cắt chém, thập tự trảm dựng lên, đem cả người hắn dọc theo ở giữa cắt ra hai nửa, sau đó cái kia quét ngang, đưa hắn chặn ngang chặt đứt đi, máu tươi ruột nội tạng phun tung tóe mà ra, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Thập tự trảm quá mức sắc bén, Chu Võ Hoàng bị cắt nát về sau, thân thể còn duy trì nguyên dạng, mãi đến phía sau hắn cuồng đế pháp tướng, ầm ầm phá diệt về sau, hắn tàn toái thân thể, mới cô đông rơi xuống trên lôi đài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng, Chu Võ Hoàng cái này đỉnh cấp thiên tài, dung hợp thiên tội cổ kiếm tồn tại, thế mà bị Diệp Thần thập tự trảm, tháo thành tám khối. Đao kiếm thần quyết uy lực cùng phong mang, quá kinh khủng, giết người như cắt cỏ. Coi như Chu Võ Hoàng mở ra chiến cuồng nguyên thể, lại điên cuồng bùng cháy sinh mệnh, bùng cháy tự thân đã từng thiên đế căn cơ, cũng đỡ không nổi Diệp Thần đao kiếm thần quyết. Sắc bén kia thập tự trảm, phảng phất có thể chém ra thế gian hết thảy, đáng sợ tới cực điểm. Này đao kiếm thần quyết, nếu là chém vào trên người của ta, trừ phi ta cưỡng ép đột phá thiên đạo hạn chế, bùng nổ lực lượng mạnh nhất, bằng không căn bản không có khả năng ngăn cản. Ma Phi Thiên thật sâu sợ hãi. Diệp Thần một chiêu này, quá kinh khủng, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lăng lệ hung mãnh vô địch, hắn đều không có lòng tin có thể ngăn cản, trừ phi là đem trên người thiên đạo hạn chế đánh vỡ, dùng mạnh nhất tư thái đi đối kháng, bằng không hắn ngăn không được Diệp Thần. Hô! Lúc này Diệp Thần, lại là gương mặt trắng xám, toàn thân kiệt lực. Thi triển đao kiếm thần quyết, đem thân thể của hắn trực tiếp rút chống không. Hắn ban đầu còn muốn dựa vào mưu lợi phương thức chiến thắng Chu Võ Hoàng, nhưng cuối cùng lại là dùng hết toàn lực. Bất quá trong trận chiến này, hắn đột phá đến thiên nguyên cảnh, lại lĩnh ngộ đao kiếm thần quyết, có thể nói là lấy được chỗ ích không nhỏ. Ta phải thôn phệ Chu Võ Hoàng, mới có thể khôi phục điểm nguyên khí, bằng không căn bản không có khả năng cùng Ma Phi Thiên đánh. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nghĩ, hiện tại Chu Võ Hoàng đã bị hắn tháo thành tám khối. Nhưng hắn lại thấy, Chu Võ Hoàng căn bản không chết. Chu Võ Hoàng đã cùng thiên tội cổ kiếm dung hợp, chỉ cần thiên tội cổ kiếm bất diệt, hắn là sẽ không chết, hắn sinh mệnh đã hoàn toàn ký thác vào thiên tội cổ kiếm trên mặt. Hiện tại Diệp Thần tìm không thấy thiên tội cổ kiếm ở nơi nào, nhưng đại khái có thể cảm giác được, Chu Võ Hoàng tàn toái chi trong cơ thể, đang ẩn chứa thiên tội cổ kiếm kiếm ý, thanh kiếm kia đại khái dùng năng lượng hình thức, giấu ở máu tươi của hắn bên trong. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Chu Võ Hoàng là có thể tại thiên tội cổ kiếm khí thức tẩm bổ dưới, lần nữa thu hoạch được tân sinh. Đương nhiên, thời gian này, tất nhiên là dài đằng đẵng. Diệp Thần đao kiếm thần quyết, đối Chu Võ Hoàng bị thương quá nghiêm trọng, hắn không có khả năng tùy tiện khôi phục. Diệp Thần cũng không muốn cho hắn cơ hội khôi phục, muốn đem hắn trực tiếp nuốt, thuận tiện thôn phệ hết thiên tội cổ kiếm, vậy cái này chí cao thần khí, liền là của hắn rồi. Luân hồi chi bàn, cho ta thôn phệ. Diệp Thần thi triển luân hồi pháp, sau lưng hiển hóa ra luân hồi chi bàn lớn đại khí tượng. Luân hồi chi bàn răng rắc chuyển động, phảng phất có thể xay nghiền thôn phệ thế gian hết thảy đồ vật. Diệp Thần thôn phệ thủ đoạn có rất nhiều, thôn hồn quỷ châu, phù quỷ mẫu xào huyệt, tinh không đỉnh, trộm tinh đại pháp, đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đại hoang thâu thiên thuật, thôn hồn tà đạo trương các loại, đều có thể thôn phệ kẻ địch. Này các loại thôn phệ thủ đoạn bên trong, luân hồi chi bàn cũng không là lợi hại nhất, nhưng luân hồi pháp nhất phù hợp Diệp Thần mệnh tính, hắn định dùng luân hồi chi bàn xay nghiền thôn phệ hết Chu Võ Hoàng, dạng này là có thể kế thừa Chu Võ Hoàng hết thảy. Xuy xuy xuy, Chu Võ Hoàng tàn toái thân thể, từng sợi huyết khí bay lên, hướng Diệp Thần luân hồi mâm tròn quán chú mà đi, chậm rãi bị Diệp Thần hấp thu. Hấp thu Chu Võ Hoàng khí huyết, Diệp Thần bị rút sạch thân thể. Cũng là chậm rãi khôi phục một chút. Ở đây khán giả, thấy Diệp Thần không chỉ đem Chu Võ Hoàng tháo thành tám khối, còn muốn đem hắn thôn phệ hết, đều là sợ đến hồn phi phách tán, lại khiếp sợ Diệp Thần thủ đoạn, thật sự là đuổi tận giết tuyệt,
bóc lột đến tận xương tủy, không lưu nửa điểm quay đầu, thủ đoạn quá độc ác. Tiểu tử, ngươi dám! Một đạo sấm sét tiếng quát nổ lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua, hoành phá thiên tế, bay vụt hướng lôi đài. Đó là lớn Chu gia tộc lão tổ, Chu Mục Thần. Vừa mới Diệp Thần đao kiếm thần quyết, thập tự trảm kinh thiên, chém giết Chu Võ Hoàng, một màn này quá mức kinh người, Chu Mục Thần cũng bị chấn động, vừa mới không có phản ứng lại. Bây giờ thấy Diệp Thần muốn thôn vệ Chu Võ Hoàng, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bay tới ngăn cản. Hiện tại Chu Võ Hoàng, kỳ thật tương đương với thiên tội cổ kiếm vật chứa, nếu là hắn bị Diệp Thần thôn vệ, ngày đó tội cổ kiếm cũng sẽ rơi xuống Diệp Thần trong tay. Chu Mục Thần tuyệt đối không thể thấy cảnh này phát sinh, thiên tội cổ kiếm có thể là thiên khư thần điện khí vận căn cơ sở tại, không cho sơ thất. Nếu là Diệp Thần đạt được thiên tội cổ kiếm, cái kia Chu Mục Thần cũng không cần tiếp tục đấu nữa, có thể trực tiếp đầu hàng, căn bản không có khả năng có bất kỳ chống lại đường sống. Hưu. Trong lúc nguy cấp, Chu Mục Thần cũng không lo được cái gì quy tắc, nhất kiếm bạo sát mà ra, kiếm khí chém thẳng Diệp Thần. Hắn là đỉnh cấp thiên đế, kiếm khí hạng gì phong duệ lăng lệ, hắn muốn trực tiếp giết chết Diệp Thần, ngăn cản hắn thôn vệ Chu Võ Hoàng. Chu Mục Thần, người dám quấy rối, nghĩ chịu ta thẩm phán sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt tầm mắt phát lạnh, thân là quan chủ khảo, nàng không cho phép người khác phá hư tranh tài hiện trường, mắt thấy Chu Mục Thần muốn động thủ, nàng cũng chuẩn bị ra tay. Nhưng, luân hồi trận doanh bên trong, Nhậm Phi Phàm lại nhanh hơn nàng. Xuy một tiếng, Nhậm Phi Phàm thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đã rút kiếm ra khỏi vỏ, huy kiếm cách ngăn trở Chu Mục Thần nhất kiếm. Lúc này Chu Mục Thần đã giết tới Diệp Thần trên đỉnh đầu. Diệp Thần đã có thể cảm nhận được hắn kinh khủng kiếm khí cùng thiên đế lửa giận, nhưng hắn không chút kinh hoàng, tiếp tục yên lặng thôn vệ lấy Chu Võ Hoàng. Bởi vì Diệp Thần biết, Nhậm Phi Phàm nhất định sẽ ra tay. Hắn đối Nhậm Phi Phàm tuyệt đối tín nhiệm. Quả nhiên, Nhậm Phi Phàm nhất kiếm, liền đem Chu Mục Thần ngăn trở. Nhậm Phi Phàm, người cút ngay cho ta. Chu Mục Thần hét lớn, một chiêu đà đế cổ kiếm khí, mãnh liệt bổ về phía Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm biểu lộ nghiêm nghị, cử trọng nhược khinh, thi triển sát sinh kiếm ngăn cản. Hắn tự sáng tạo sát sinh kiếm đạo, sát sinh vì hộ sinh, thể sống chết phải bảo vệ Diệp Thần. Trước đây Sơn Thần muốn giết Diệp Thần, hắn cũng là dùng sát sinh kiếm đạo đối kháng. Giờ phút này đối mặt Chu Mục Thần, Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm khí tái xuất, lăng lệ hung hãn, tranh một tiếng, cùng Chu Mục Thần song kiếm giao phong, đem Chu Mục Thần chấn động đến liên tục lùi về phía sau. Chu Mục Thần giận dữ, quát, ngươi dám cản ta đưa ngươi cùng luân hồi chi chủ, đều cùng một chỗ giết. Chu Thiên Tinh Bàn, mở. Ông một tiếng, Chu Mục Thần tế ra một khối tinh bàn, toàn thân thương lam, nhưng mông lung, tựa hồ cũng không phải là thực thể, chẳng qua là một đạo hư ảo khái niệm. Này đạo hư ảo khái niệm, hết sức phức tạp huyền áo, tại cái kia Chu Thiên Tinh trên bàn, có càn khôn khảm ly, chấn đổi tốn cấn chờ rất nhiều phù văn, lại có thiên quyền, ngọc hành. Thiên su các loại thất tinh huyền bí, còn có cửu cung thập phương, bách kiếp sơn hà, thiên giới lượn quanh, vạn sao băng thần các loại khí tượng, quả thực là bao quát muôn vàn, dung nạp hết thảy. Phức tạp như vậy tinh bàn, đã siêu việt thần khí pháp bảo, là vĩ đại kỳ quan, là Chu Mục Thần sáng tạo vĩ đại kỳ quan. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy cái kia Chu Thiên tinh bàn, cũng là lộ ra một vệt vẻ kiêng dè, nói, này tinh bàn, là ngươi tư tưởng vĩ đại kỳ quan. Muốn bao quát chư thiên, thu nạp tinh không, đem thiên hạ hết thảy đủ loại, đều thu nhập ngươi tinh trong mâm đi. Nhậm Phi Phàm ánh mắt cực kỳ độc ác, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra Chu Thiên tinh bàn huyền bí, bên trong ẩn chứa Chu Mục Thần dã tâm, muốn bao quát chư thiên, thu lấy vạn vật. Nếu là cái này Chu Thiên tinh bàn có thể chế tạo ra đến, đủ để thu nạp toàn bộ không không lúc nào không. Không thể không nói, Chu Mục Thần tư tưởng, đúng là điên cuồng. Này loại kỳ quan, căn bản không có khả năng thực hiện. Bất quá, coi như không thể thực hiện, có thể huyễn hóa ra khái niệm hình thể, cái này Chu Thiên Tinh bản uy thế cũng là phi thường lợi hại, một đạo khái niệm đủ để trấn áp sơn hà, làm cho Nhậm Phi Phàm cũng theo đó kiêng kỵ. Ha ha, không sai, người ánh mắt cũng là độc ác, Nhậm Phi Phàm, thế mà liếc mắt liền nhìn ra đây là vĩ đại kỳ quan, ngươi cho ta đi vào. Chu Mục Thần cười to, hắn biết Chu Thiên Tinh bản không có cái gì chế tạo thành công khả năng, nhưng có thể huyễn hóa ra một đạo khái niệm hình thể,
đã vô cùng lợi hại, có thể trấn áp thiên đế. Hắn lập tức thôi động Chu Thiên Tinh Bàn, một cỗ như thương thiên u lam hào quang nở rộ mà ra, bao phủ lại Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm sầm mặt lại, lập tức cảm thấy mình thân tâm linh hồn đều muốn bị kéo vào Chu Thiên Tinh trong mâm đi. Nếu là hắn được thu vào Chu Thiên Tinh Bàn, cái kia chỉ có một con đường chết. Ở đây quần hùng nhìn thấy cái kia Chu Thiên Tinh Bàn to lớn phức tạp khái niệm khí tượng, đều là kinh hãi, như thế rộng rãi Chu Thiên Tinh Bàn, hoàn toàn chính xác có chấn sát đỉnh cấp thiên đế uy lực. Nhậm tiền bối, cẩn thận a. Diệp Thần thấy thế, cũng là có chút lo lắng, e sợ cho Nhậm Phi Phàm xảy ra ngoài ý muốn. Vĩ đại kỳ quan, ha ha, ta cũng có. Sát sinh kiếm trận cầu, buông xuống. Nhậm Phi Phàm quyết đoán cực nhanh, hai tay một thoáng kết ấn, toàn thân sát khí cuồn cuộn, từ phía sau nổi lên một bức trận đồ. Nguyên lai hắn cũng có sự vĩ đại của hắn kỳ quan, mà lại một dạng có thể tại chủ thế giới hiển hiện khái niệm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy cuồn cuộn sát khí gào thét tới, nhìn kỹ, chỉ thấy Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, chính là một bức rộng rãi tới cực điểm cuộn tranh, này cuộn tranh không ngừng một tầng, có ngàn ngàn vạn vạn tầng. Không, ngàn ngàn vạn vạn không đủ để hình dung, cái kia cuộn tranh cấp độ, phong phú đến khó có thể tưởng tượng mức độ, như hơn một cái chiều không gian kết cấu, rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ đi miêu tả, bởi vì là Nhậm Phi Phàm chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, nếu là kỳ quan, vậy dĩ nhiên không phải đợi nhàn. Diệp Thần đoán chừng, Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, chỉ ít có 10 vạn ức tầng. Này 10 vạn ức tầng cuộn tranh, mỗi một tầng lại có 10 vạn ức cái đại thế giới. Mỗi cái bên trong đại thế giới, lại có 10 vạn ức cái tiểu vũ trụ. Mỗi một cái nhỏ trong vũ trụ, lại phân 10 vạn ức cái tinh vực. Một cái tinh vực bên trong, lại có 10 vạn ức cái hành tinh. Mỗi một cái tinh cầu phía trên, lại sinh hoạt 10 vạn ức nhân khẩu. Đếm không hết nhân khẩu, đều đang múa kiếm, bộc phát ra từng sợi kiếm khí, tất cả tinh cầu, tinh vực, tiểu vũ trụ, đại thế giới, hết thảy mọi người khẩu, đều đang múa kiếm. Kiếm khí từng tầng một chồng chất, liền hội tụ thành này tấm sát sinh kiếm trận cầu. Này sát sinh kiếm trận cầu, ẩn chứa kiếm khí, khủng bố cỡ nào mãnh liệt, cường hãn cỡ nào, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhậm Phi Phàm này sát sinh kiếm trận cầu, nếu như có thể chế tạo ra đến, nghiền nát toàn bộ không không lúc nào không, cũng chính là trong một nháy mắt. Diệp Thần triệt để bị chấn động, này loại vĩ đại kỳ quan, là căn bản không có khả năng thực hiện. Căn bản không có khả năng chế tạo ra tới. Coi như đem chọn cái không không thời không tài nguyên, toàn bộ bổ sung đi vào, Nhậm Phi Phàm này tấm sát sinh kiếm trận cầu, cũng không có khả năng chế tạo ra dù cho một cái góc. Luận tư tưởng chi điên cuồng, Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, muốn so Chu Mục Thần Chu Thiên Tinh Bàn, không hợp thói thường rất nhiều, sức tưởng tượng đã đột phá chân trời, thế mà tư tưởng ra phức tạp như vậy, tầng tầng xếp trận đồ thế giới. Có khả năng khẳng định, Nhậm Phi Phàm tại tư tưởng sát sinh kiếm trận cầu thời điểm, căn bản là không có nghĩ đến có thể chế tạo ra đến, hắn chỉ cần có thể tại chủ thế giới hiển hóa ra một đạo khái niệm, như vậy đủ rồi. Hiện tại, này sát sinh kiếm trận cầu khái niệm ảo ảnh, hiển hóa ra ngoài, tỷ tỷ triệu triệu thế giới, tỷ tỷ triệu triệu nhân khẩu, tỷ tỷ triệu triệu kiếm khí, hiện ra tại trước mắt mọi người, chỉ là cỗ này kỳ quan tư tưởng, liền đầy đủ rung động người đạo tâm. Chu Mục Thần triệt để bị chấn động, triệt để kinh ngạc đến ngây người, đạo tâm kịch liệt lay động, đầu chóng mặt, nói, Nhậm Phi Phàm, ngươi. Ngươi cái tên điên này, ngươi tư tưởng, sao ta còn điên cuồng, ngươi này vĩ đại kỳ quan, làm sao có thể chế tạo ra tới. Hắn Chu Thiên Tinh Bàn, tư tưởng đã tính điên cuồng, muốn dung nạp thiên địa chúng sinh thế giới, thậm chí bao quát tinh không, không có bất kỳ cái gì đúc tạo khả năng ra ngoài, nhưng hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Bàn, rèn đúc không ra. Chỉ ít có thể dùng rèn đúc cái hình thức ban đầu, có lẽ rèn đúc ra một góc. Nhưng Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, liền một cái hình thức ban đầu, một cái góc, đều khó có khả năng chế tạo ra đến, cấu tứ quá mức không hợp thói thường, so Chu Mục Thần Chu Thiên Tinh Bàn, muốn không hợp thói thường rất nhiều. Cái gọi là vĩ đại kỳ quan, bất quá là nghĩ viển vông, nếu như ngay cả không nghĩ cũng không dám lớn mật điểm, vậy còn gọi cái gì kỳ quan? Nhậm Phi Phàm cười một tiếng. Tại sát sinh kiếm trận cầu tế ra về sau, hắn liền triệt để ngăn trở Chu Thiên Tinh Bàn thôn phệ, khí thế bão táp, trong nháy mắt trái lại áp chế Chu Mục Thần. Hiu hiu hiu. Tiếp theo sát, Nhậm Phi Phàm ngón tay ngoắc ra một cái,
theo cái kia sát sinh kiếm trận cầu bên trong, bạo sát ra trăm ngàn đạo kiếm khí, cuồn cuộn hướng về Chu Mục Thần chạm giết tiếp. Này trăm ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đầu đều ẩn chứa vĩ đại kỳ quan uy lực, mỗi một đạo kiếm khí, trên thực tế là do 10 vạn trăm triệu đạo càng thật nhỏ kiếm khí tạo thành, lực sát thương khủng bố đến khó dùng hình dung mức độ, đủ để dễ dàng nghiền sát thiên đế cấp cao thủ. Chu Mục Thần triệt để kinh khủng, vội vàng thôi động Chu Thiên Tinh Bàn, cản trước người, ngăn cản Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm khí. Xuy xuy xuy, từng đạo sát sinh kiếm khí, hung hăng bắn mạnh tại Chu Mục Thần Chu Thiên Tinh trên bàn, kiếm khí khổng lồ uy áp, khiến Chu Mục Thần liên tiếp lui về phía sau, nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tái nhợt. Diệp Thần thấy thế, rung động thật sâu, thậm chí quên hết tiếp tục thôn vệ Chu Võ Hoàng, hắn nghĩ thầm, đúng rồi, vĩ đại kỳ quan, tư tưởng tự nhiên muốn điên cuồng một chút, bằng không sao có thể được xưng tụng vĩ đại, sao có thể được xưng tụng là kỳ quan. Là ta cách cục nhỏ. Tại bước vào thiên nguyên cảnh về sau, Diệp Thần cũng sinh ra một điểm vĩ đại kỳ quan tư tưởng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, chính mình tư tưởng, vẫn là đơn bạc vô lực một điểm, sức tưởng tượng còn chưa đủ điên cuồng, còn có quá nhiều hiện thực lo lắng. Trên thực tế, tư tưởng vĩ đại kỳ quan, liền không thể quản có thể hay không thực hiện, trước hết nghĩ ra tới lại nói, có nhiều điên cuồng, liền muốn nhiều điên cuồng. Nếu như cố kỵ quá nhiều, ngược lại bó tay bó chân. Giống Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, mặc dù không có bất luận cái gì khả năng thực hiện, nhưng chỉ cần có thể tại chủ thế giới hiện ra khái niệm ảo ảnh, một đạo huyễn ảnh, là có thể bộc phát ra kinh thiên uy lực. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, hiểu rõ rất nhiều, bắt đầu yên lặng hoàn thiện trong lòng mình vĩ đại kỳ quan tư tưởng, đem quá mức bảo thủ ý nghĩ, toàn bộ từ bỏ, có nhiều điên cuồng liền muốn nhiều điên cuồng, ngược lại cũng không hy vọng xa vời có thể thực hiện, trước hết nghĩ ra tới lại nói. Đăng. Ngay tại Diệp Thần tư tưởng lấy vĩ đại kỳ quan thời điểm, trước mặt hắn, Chu Võ Hoàng cái kia tàn toái thân thể, đột nhiên giấy lên hỏa hoạn. Đó là thiên đế linh khí hóa thành thiên đế hỏa diễm, chẳng qua là lập tức, liền đem Chu Võ Hoàng tàn toái thân thể, thiêu thành cho tàn. Ông một tiếng, theo cái kia cho tàn bên trong, hiển hóa ra một thanh kiếm. Chính là thiên tội cổ kiếm. Bù! Thiên tội cổ kiếm bay lên, trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, rơi vào tay của một người bên trong. Đó là một cái lão giả, chịu lấy một tấm cương thi giống như mặt chết, hắn cầm tới thiên tội cổ kiếm về sau, mặt chết bên trên lộ ra một cỗ hưng phấn cuồng nhiệt vẻ mặt, ngửa mặt lên trời phát ra kích động cười to. Ha 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 ha, thiên tội cổ kiếm, là của ta. Ta Vũ Hoàng cổ đế, kể từ hôm nay, cuối cùng có khả năng đông sơn tái khởi. Lão giả kia đúng là Vũ Hoàng cổ đế. Lần này tới quan chiến tinh không tranh bá thi đấu đại nhân vật, quả thực không ít, Vũ Hoàng cổ đế cũng ở trong đó, nhưng người người đều biết, hắn trên danh nghĩa là Thiên Khư Thần Điện điện chủ, trên thực tế chẳng qua là bị Chu Mục Thần áp chế khống chế khôi lỗi, không có người nào lưu ý hắn, thậm chí liền Diệp Thần đối cái này ngày xưa đối thủ cũ, cũng không có mắt nhìn thẳng đợi một thoáng. Cho đến giờ phút này, Nhậm Phi Phàm cùng Chu Mục Thần đánh nhau, sát sinh kiếm trận cầu cùng Chu Thiên Tinh bàn hai đại kỳ quan va chạm. Đem toàn trường lực chú ý của mọi người, đều hấp dẫn trở ra, Vũ Hoàng cổ đế vậy mà thừa cơ ra tay, đốt diệt Chu Võ Hoàng thi thể, chiếm lấy thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm là Thiên Khư Thần Điện chí cao thần khí, mà Vũ Hoàng cổ đế lại là trên danh nghĩa điện chủ, cho nên bàn tay hắn cách không một túm, ngày đó tội cổ kiếm giống như có linh tính, không có bất kỳ cái gì kháng cự, bay vào bàn tay của hắn. Vũ Hoàng cổ đế lấy được thiên tội cổ kiếm, cả người thần quang tỏa sáng. Cười ha ha lấy, sau đó xoay người rời đi, dùng tốc độ cực nhanh, hướng tinh không thần sơn bên ngoài chạy trốn mà đi. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Chu Mục Thần lập tức kinh hãi, không nghĩ tới Vũ Hoàng cổ đế sẽ đoạt đi thiên tội cổ kiếm. Nếu là thiên tội cổ kiếm, rơi xuống Vũ Hoàng cổ đế trong tay, hắn về sau liền không có cách nào lại áp chế Vũ Hoàng cổ đế. Trong kinh hoàng, Chu Mục Thần tinh thần một cái hỗn loạn thất thủ. Bị Nhậm Phi Phàm trăm ngàn đầu sát sinh kiếm khí đánh trúng. A a a. Chu Mục Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị kiếm khí rảo cắt thành trọng thương, máu me đầm đìa. Nhậm Phi Phàm nghĩ thừa cơ đánh giết, nhưng lại kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt tái nhợt, lại là thôi động sát sinh kiếm trận cầu, cũng là hao phí hắn to lớn tinh lực, hắn thậm chí bị cắn trả. Như vậy có thể xưng nghịch thiên vĩ đại kỳ quan, mong muốn điều khiển tự nhiên cũng không phải chuyện dễ. Vũ Hoàng cổ đế,
Đồ chết tiệt, dám thưởng thiên tội cổ kiếm, ngươi là chán sống. Chu Mục Thần giận dữ, cũng không lo được chữa thương, vội vàng hướng về Vũ Hoàng cổ đế truy sát mà đi. Ở đây lớn Chu gia tộc cường giả, còn có Hùng Bá gia tộc các cường giả, cũng vội vàng đi theo Chu Mục Thần, đuổi theo giết Vũ Hoàng cổ đế. Bọn hắn rất rõ ràng, thiên tội cổ kiếm giá trị cùng tầm quan trọng. Nếu ai có thể chấp trưởng thiên tội cổ kiếm, người đó liền có thể xẻ thịt toàn bộ Thiên Khư Thần Điện. Ở đây khán giả, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn sẽ có như thế biến cố phát sinh. Xem bộ dáng, Thiên Khư Thần Điện là muốn bùng nổ nội chiến, liền là không biết Vũ Hoàng cổ đế có thể hay không thoát khỏi khôi lỗi vận mệnh, nghịch thiên quật khởi. Nhậm Phi Phàm nhướng mày, nghĩ thôi diễn hạ tương lai, nhưng cũng đẩy không tính được tới cái gì, mà lại hắn hiện tại tốn lực quá lớn, trạng thái không tốt, cũng không cách nào nhúng tay. Diệp Thần, không có sao chứ? Nhậm Phi Phàm hạ xuống đi, đi đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, Nhậm tiền bối, ta không sao, người đây. Người vẻ mặt tốt tái nhợt. Vừa mới Vũ Hoàng cổ đế, chỉ lo chiếm lấy thiên tội cổ kiếm, cũng không có thương tổn Diệp Thần. Diệp Thần chỉ thôn vệ Chu Võ Hoàng bộ phận khí huyết, tinh lực đại khái khôi phục ba thành, lại lấy được Chu Võ Hoàng bộ phận đạo thống truyền thừa, trong đó duy nhất có giá trị. Là lớn Chu gia tộc bí truyền đế hoàng tròm sao thần thuật. Nếu như không phải Vũ Hoàng cổ đế cắt đứt lời, Diệp Thần rất có thể đem Chu Võ Hoàng toàn bộ khí huyết đều thôn phệ hết, thậm chí đạt được thiên tội cổ kiếm. Bất quá bây giờ như thế, Diệp Thần cũng không có quá tiếc nuối cái gì, bởi vì hắn sớm có dự cảm, thiên tội cổ kiếm lớn như vậy cơ duyên, chính mình không có khả năng dễ dàng như vậy liền nắm bắt tới tay. Nhậm Phi Phàm nói, ta không sao. Đáng tiếc không thể giết chết Chu Mục Thần, mà lại thiên tội cổ kiếm cũng bị Vũ Hoàng cổ đế cướp đi. Diệp Thần thở dài, tạo hóa như thế, lớn Chu gia tộc khí số chưa hết, ngày đó tội cổ kiếm cơ duyên, cũng không phải dễ cầm như vậy. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, đúng là như thế, bất quá, ngươi trạng thái như vậy, mong muốn đối chiến Ma Phi Thiên, chỉ sợ. Hắn thấy Diệp Thần vừa mới thôn vệ Chu Võ Hoàng khí huyết, trạng thái mặc dù khôi phục một chút. Nhưng cũng chỉ là khôi phục khoảng 3 phần 10. Trạng thái như vậy phía dưới, Diệp Thần mong muốn chiến thắng Ma Phi Thiên, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Thần lại cười nói, Nhậm tiền bối, người yên tâm, ta có một đạo át chủ bài, nhất định có khả năng chiến thắng Ma Phi Thiên. Nghe được Diệp Thần như vậy tự tin lời nói, Nhậm Phi Phàm ngây ngẩn cả người, Diệp Thần vừa mới liền đao kiếm thần quyết đều bộc phát ra, còn có thể có bài tẩy gì? Phải biết. Vừa mới Diệp Thần bùng nổ đao kiếm thần quyết, phong mang chi lăng lệ, uy thế khủng bố, trong nháy mắt liền cắt nát Chu Võ Hoàng, kỳ thật liên Ma Phi Thiên đều khó có khả năng ngăn cản được. Nhưng vấn đề là, dùng Diệp Thần hiện tại trạng thái, không có khả năng lại thi triển lần thứ hai, hắn linh khí cùng thân thể đã chống đỡ không nổi. Vậy hắn còn có cái gì át chủ bài, có thể so đao kiếm thần quyết còn muốn lợi hại hơn? Thiên bi sao? Nhưng dùng Diệp Thần bây giờ trạng thái. E là cho dù vận dụng thiên bi, cũng không phát huy ra nhiều ít uy lực. Nhậm Phi Phàm liền muốn hỏi, lúc này, lại nghe trọng tài thiên pháp Lộ Nguyệt nói tốt, Diệp Thần, các ngươi xuống đây đi, chiến đấu đã kết thúc, ngươi thắng. Chúc mừng ngươi, có thể tấn cấp trận chung kết á. Ngươi có hai nén nhang thời gian nghỉ ngơi, chờ hai nén nhang thời gian sau khi kết thúc, ta chờ mong ngươi cùng Ma Phi Thiên đối chiến. Chu Mục Thần cùng Vũ Hoàng cổ đế sinh ra khó khăn trắc trở. Đích thật là rung động lòng người, nhưng thiên pháp Lộ Nguyệt làm trọng tài cùng quan chủ khảo, tranh tài trật tự mới là nàng quan tâm nhất. Hiện tại Chu Mục Thần cùng Hùng Bá gia tộc người, đều đuổi theo giết Vũ Hoàng cổ đế, Thiên Khư Thần Điện nội chiến không thể tránh né, bất quá đây không phải thiên pháp Lộ Nguyệt quan tâm, nàng chỉ cần chủ trì tranh tài. Nhậm Phi Phàm nói, đi xuống trước nghỉ ngơi lại nói. Diệp Thần gật gật đầu, liền do Nhậm Phi Phàm đỡ lấy, trở lại luân hồi trận doanh bên trong. Toàn trường người xem trận trận rối loạn, tiếng nghị luận không dứt, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần đao kiếm thần quyết, cư nhiên như thế hung mãnh, trực tiếp đem Chu Võ Hoàng tháo thành tám khối. Mọi người càng không có nghĩ tới, ngày đó tội cổ kiếm, sẽ bị Vũ Hoàng cổ đế cướp đi, Thiên Khư Thần Điện biến loạn bùng nổ, người nào cũng không biết sẽ đối với toàn bộ không không lúc nào không, tạo thành bực nào ảnh hưởng. Bất quá so với Thiên Khư Thần Điện nội loạn, quần hùng đối với kế tiếp tranh tài. Càng thêm quan tâm. Tất cả mọi người tầm mắt, đều tập trung tại Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên trên thân,
đều đang chờ mong hai cái này đỉnh cấp thiên tài quyết đấu. Luân hồi chi chủ trạng thái như thế suy yếu, đợi chút nữa trận chung kết, hắn chết chắc đi. Đúng vậy a, đáng tiếc tài thần lão tổ báo cáo cuối ngày, không phải ta khẳng định quang ma phi thiên thắng. Ai, ta thua thiệt lớn, mẹ nó, ta toàn bộ tài sản đều cược tại luân hồi chi chủ trên thân. Xem ra là phải chứng kiến lịch sử, ha ha, luân hồi chi chủ hôm nay chắc chắn ngã xuống. Cũng không nhất định, chỉ cần đầu hàng, liền có thể cứu mạng. Ha ha, dùng luân hồi chi chủ tính cách, lại làm sao có thể đầu hàng. Hắn đầu hàng, luân hồi trận doanh liền muốn hỏng mất, người người đều xem thường hắn. Rất nhiều chỉ trích thanh âm liên tiếp, có người đem toàn bộ tài sản đều cược tại Diệp Thần trên thân, hiện tại đang ảo não đến đấm ngực dậm chân, tương phản, cược ma phi thiên đoạt giải quán quân người, thì là vui vẻ ra mặt. Người người đều có thể nhìn ra, hiện tại Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng đại chiến kết thúc, tiêu hao đến quá lợi hại. Căn bản không có khả năng sẽ cùng ma phi thiên địch nổi, trừ phi có cái gì kỳ tích phát sinh. Sắp đến quyết chiến, Diệp Thần thậm chí có thể sẽ ngã xuống. Đạo tông trận doanh bên kia, luôn luôn bình tĩnh đại chủ tể, lúc này lông mày cũng nhíu chặt dâng lên, rõ ràng cũng cảm giác được tình thế không thể lạc quan. Hoa tổ Mặc Uyên Mạn Đà, thì là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nghĩ thầm, luân hồi chi chủ chết chắc, cái kia thảo thần quyền hành liền là của ta. Hắn cùng Tôn Di đánh cược, xuất ra toàn bộ tài sản, đi cược Tôn Di thảo thần quyền hành, nếu là Diệp Thần lạc bại, hắn liền muốn thắng tê. Hoa tổ tinh tu thảo dược chi đạo, thảo thần quyền hành với hắn mà nói, vô cùng chân quý trọng yếu. Ma phi thiên mục ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười hắc hắc nói, luân hồi chi chủ, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ngươi trạng thái như vậy, làm sao có thể cùng ta đấu. Kịp thời nhận thua đi, không phải ta đưa ngươi nghiền xương thành tro. Vậy liền hối hận thì đã muộn. Hắn biết Diệp Thần không có khả năng nhận thua, vì vậy lời nói kích thích, trong lòng lại muốn, chờ ta đoạt giải quán quân, bắt lại tinh không thần Sơn, đem tử thần giáo đoàn di chuyển đến Sơn thần giới, tương lai rất có triển vọng, hay lắm, hay lắm. Tinh không thần Sơn là tiếp cận nhất tinh không bỉ ngạn địa phương, mà phi thiên thân là cực đạo ma tôn, tại tinh không bỉ ngạn bên trong có loại pháp bảo cường đại vũ khí chân tàng, nhưng bởi vì thiên đạo quy tắc hạn chế. Hắn buông xuống không không thời không thời điểm, cũng không thể đem những cái kia thần binh mang xuống tới. Nhưng nếu như, hắn có thể chiếm cứ tinh không thần sơn, là có thể bố trí tế đàn, thông qua một chút đặc thù cầu nguyện thủ đoạn, cầm tới chính mình cất giữ tại bỉ ngạn thần binh, từ đó quét ngang không không lúc nào không vô địch. Nghe ma phi thiên châm chọc khiêu khích, Diệp Thần chỉ coi làm không nghe thấy, Nhậm Phi Phàm mang theo hắn trở lại phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình. Yên lặng khoanh chân điều tức, hắn có hai nén nhang thời gian có thể nghỉ ngơi, ngắn như vậy thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ cũng khôi phục không có bao nhiêu trạng thái, nhưng tổng cũng là có chút ít còn hơn không. Nhậm Phi Phàm hỏi, Diệp Thần, người vừa mới nói người có át chủ bài, có thể chiến thắng ma phi thiên, cái kia đến cùng là cái gì? Diệp Thần mỉm cười, nói ta không thể nói, nếu là bây giờ nói ra đến, xúc động thiên cơ, ma phi thiên liền sớm có phòng bị, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp Thần át chủ bài, kỳ thật, liền là vĩ đại kỳ quan. Hắn tư tưởng vĩ đại kỳ quan. Hiện tại, hắn trong lòng có một cái vĩ đại tư tưởng, nếu như cái này tư tưởng, có thể hiển hóa ra ngoài, hắn tin tưởng, tuyệt đối có khả năng chiến thắng ma phi thiên. Cái này vĩ đại kỳ quan tư tưởng, hiện tại Diệp Thần là không thể nói, nhất định phải giữ bí mật, nếu bị ma phi thiên sớm biết, đối phương có đề phòng, vậy liền không dễ làm. Dù sao ma phi thiên thực lực chân chính, khủng bố đến mức đáng sợ, nếu là hắn không để ý đại giới triệt để bùng nổ, ngày đó đế cũng đỡ không nổi hắn, Diệp Thần cũng không có khả năng có chút cơ hội thắng. Đương nhiên, bình thường chiến đấu phía dưới, ma phi thiên sẽ không như thế điên cuồng. Dù sao, nếu là hắn triệt để bùng nổ, hắn cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, Diệp Thần mong muốn thủ thắng lời, chỉ có thể đánh hắn một trở tay không kịp, không cho hắn bùng nổ cơ hội. Nhậm Phi Phàm chau mày, nhìn thấy Diệp Thần thần bí như vậy bộ dáng, hắn cũng suy đoán không thấu Diệp Thần át chủ bài là cái gì, nói, ngươi sẽ không phải là cố ý an ủi ta đi. Diệp Thần cười nói, không phải. Lúc này, Phật Tổ cùng Già Ly Sư Quá, đi vào trong phòng nghỉ. Tôn Di, Kỷ Tư Thanh đám người, cũng muốn tiến đến, nhưng bị Diệp Thần ra Diệp Tà Thần ngăn tại bên ngoài, sợ hãi người quá nhiều sẽ đánh nhiễu Diệp Thần. Phật Tổ, Già Ly Sư Quá.
Diệp Thần nhìn thấy Phật Tổ cùng Già Ly Sư Quá tiến đến, liền gật đầu thăm hỏi. Phật Tổ nhìn thấy Diệp Thần hư nhược bộ dáng, thở dài một hơi, nói, luân hồi chi chủ, người bộ dáng như vậy, không có bất kỳ cái gì khả năng, có thể chiến thắng Ma Phi Thiên, không bằng nhận thua được rồi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, miễn cho vô ích nộp mạng. Diệp Thần cười nói, ta thân là luân hồi trận doanh thủ lĩnh, chỉ có chết trận, không có đầu hàng đạo lý. Phật Tổ thở dài, vậy ngươi đợi chút nữa cùng Ma Phi Thiên đối chiến, nhiều dùng ta Phật Pháp, Phật có thể chấn ma, ta Phật Tổ chân kinh, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần nói, hổ thẹn, trước mắt vẫn là tầng thứ 8. Phật Tổ chân kinh có 9 tầng, tầng cuối cùng vô thượng Phật Tổ cảnh giới, Diệp Thần trước mắt còn không có lĩnh hội. Này vô thượng Phật Tổ cảnh giới, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có Phật Tổ một người có thể lĩnh ngộ, không không thời không Phật Tổ, cũng chỉ có một. Chính là hắn Thích Già Phật, không có cái thứ hai Phật Tổ. Phật Tổ nói, tầng thứ 8 chiếu rõ hư không, cái kia cũng được, ngươi chỉ cần thiện dùng Phật Pháp, coi như lạc bại, chí ít có thể bảo tồn tự thân tính mệnh. Diệp Thần gật đầu nói, đúng, ta biết, đa tạ Phật Tổ quan tâm. Già Ly Sư Quá nói, ta chỗ này có một khỏa thiên đế đại hoàn đan, có cực tốt chữa thương hồi khí hiệu quả, thỉnh luân hồi chi chủ thu cất đi. Tế ra một khỏa màu vàng kim đan dược, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần thấy cái kia đan dược kim quang nồng đậm, có thiên đế khí vần quanh, dược khí rất là khôi phục, không khỏi nhãn tình sáng lên, nói, đa tạ sư thái. Hắn thiên cơ nhìn rõ, biết viên này thiên đế đại hoàn đan, 10 điểm chân quý, luyện chế cần dùng đến thiên đế hài cốt, luyện chế một khỏa thiên đế đại hoàn đan, liền muốn giết chết một cái thiên đế cấp cao thủ. Chân quý như thế đan dược, giá trị không thể đo lường. Nhậm Phi Phàm thấy Già Ly Sư Quá xuất ra quý giá như vậy đan dược, cũng là lấy làm kinh hãi, chắp tay nói, Già Ly Sư Quá nặng như thế lễ, ta luân hồi trận doanh cảm ơn qua. Già Ly Sư Quá khoát tay một cái nói, không sao, hồn thiên đế phục sinh sắp đến, thiên địa đại biến cũng sắp bùng nổ, ta xem luân hồi chi chủ mới vừa đánh với Chu Võ Hoàng một trận, vậy thì thật là kinh thiên động địa, có quét ngang thiên hạ oai, tương lai nhất định có thể trấn áp hồn thiên đế. Viên này thiên đế đại hoàn đan, coi như là ta thiên tử tính trai, cùng luân hồi trận doanh kết duyên lễ vật đi, tương lai hồn thiên đế phục sinh, hai chúng ta nhà vẫn phải nhiều hơn liên hợp, mới có thể đối kháng. Nàng tính tình quái đản, trước đây đối Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, đều không làm sao để vào trong mắt, nhưng nhìn thấy Diệp Thần đánh với Chu Võ Hoàng một trận, chỗ bộc phát ra đao kiếm thần quyết, cái kia cỗ hung mãnh khí thế bén nhọn, triệt để chấn phục nàng. Còn có Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, cũng cho nàng rung động thật lớn, nàng bây giờ đối toàn bộ luân hồi trận doanh, tôn sùng đầy đủ, liên thiên đế đại hoàn đan chân quý như vậy đan dược đô lấy ra. Diệp Thần tâm bên trong run lên, hắn cũng nghe ngôi sao nhỏ nói qua, hồn thiên đế nhanh sống lại, thậm chí muốn rút ra hoàng đồ kiếm, đến lúc đó, hoàng đồ tinh đối sụp đổ, Diệp Thần muốn tiếp tục chế tạo luân hồi sách, cần tìm nơi khác. Bất quá, hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất, là cùng Ma Phi Thiên quyết chiến. Đến mức hồn thiên đế phục sinh, đó không phải là hắn hiện tại phải quan tâm sự tình. Nếu như hắn chiến bại, hắn thậm chí không nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương, này một trận chiến, hoặc là thắng, hoặc là chết, không có con đường thứ ba, nếu là hắn lạc bại, Ma Phi Thiên không có khả năng cho hắn còn sống đi xuống lôi đài cơ hội. Diệp Thần nhận lấy thiên đế đại hoàn đan, nhét vào trong miệng uống vào. Thiên đế đại hoàn đan ở trong người tan ra, từng sợi kim quang, cũng là từ trên người Diệp Thần bốc hơi mà lên. Lập tức, Diệp Thần liền thấy sảng khoái tinh trương thần, toàn thân dễ chịu. Thiên đế đại hoàn đan dược lực 10 điểm hùng hồn, rất nhanh liền đem Diệp Thần thương thế, trị liệu đến 7-8 phần, nhưng hắn tiêu hao hết linh khí, lại không cách nào nhanh như vậy liền khôi phục, dược lực hấp thu cùng phát huy đều cần thời gian, hai nén nhang thời gian quá ngắn. Tại hai nén nhang thời gian qua đi, Diệp Thần trạng thái tinh lực, đại khái khôi phục lại chừng 6 thành. Nếu như lại cho hắn một ngày thời gian, dựa vào thiên đế đại hoàn đan linh diệu, hắn có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng tiếc thời gian không đợi người. Luân hồi chi chủ, người trạng thái thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Già Ly Sư Quá thấy Diệp Thần tinh quang tỏa sáng bộ dáng, lập tức vui vẻ nói. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mình lao nhanh lực lượng. Trong con ngươi giấy lên một vệt đấu trí, nói Già Ly Sư Quá, đa tạ. Lực lượng của ta,
khôi phục chừng 6 thành, đã đủ rồi, ta nhất định có khả năng hạ gục Ma Phi Thiên. Diệp Thần tâm nghĩ đến, lục thành thực lực, đầy đủ hắn đem chính mình chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, bày ra. Chỉ cần cái kia vĩ đại kỳ quan, có thể hiển hiện, hắn có lòng tin hạ gục Ma Phi Thiên. Nhìn xem Diệp Thần như vậy tự tin bộ dáng, Già Ly Sư Quá liên tục gật đầu, rất là tán thưởng, Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ liền không có lạc quan như vậy, nhíu chặt lông mày. Bởi vì bọn hắn biết, Ma Phi Thiên tuyệt đối khó đối phó, Diệp Thần thời điểm hưng thịnh đều không nhất định có thể đánh thắng, chớ nói chi là chỉ có lục thành trạng thái. Keng! Trận chung kết tiếng chuông gõ vang, Diệp Thần theo trong phòng nghỉ đi ra, xuất hiện lần nữa tại toàn trường người xem trước mặt. Lúc này Diệp Thần, trạng thái tinh thần thoạt nhìn, đã không có vừa mới như vậy suy yếu, lập tức làm cho quần hùng chấn kinh. Ma Phi Thiên mục ánh sáng lóe lên, ha ha cười nói, Diệp Thần, xem ra ngươi thật sự có chút thủ đoạn, nhanh như vậy liền khôi phục trạng thái. Bất quá ta nhìn ngươi nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra lục thành thực lực, muốn cùng ta đấu, cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Hắn biết Diệp Thần trạng thái như vậy dưới, vạn hoa đồng huyết nhãn, quyết tử ma nhãn, đao kiếm thần quyết, chỉ thủy nhất kiếm, vô tưởng một đao các loại cường hãn át chủ bài, đều không thể vận dụng, vậy hắn không thể nghi ngờ là chiếm hết phần thắng. Diệp Thần cười nói, hươu chết vào tay ai, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Dứt lời, Diệp Thần nhanh chân trèo lên lên lôi đài. Ma Phi Thiên nhất cười, cũng là bước lên lôi đài. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy hai người đều lên đài, tầm mắt cũng là lộ ra một vệt thần sắc mong đợi, dùng cao thanh âm nói ra, hai vị tuyển thủ dự thi chính thức lên đài, như vậy, ta tuyên bố, cuối cùng trận chung kết, hiện tại bắt đầu. Theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt thanh âm hạ xuống, toàn trường bầu không khí trực tiếp bị nhen lửa, triệt để sôi trào lên, khán giả bộc phát ra một hồi núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Hắc hắc, Diệp Thần, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, chung kết ngươi sinh mệnh, miễn cho ngươi chịu khổ. Ma Phi Thiên cười gằn, theo lời lạnh như băng âm phun ra, cuồng nhiên ở giữa, kinh khủng ma khí vòng xoáy, tại hắn lòng bàn tay hội tụ thành hình, từng vòng ra bên ngoài chấn động ra ngoài, xé rách không gian. Cỗ này ma khí vòng xoáy, coi như là bình thường cửu đỉnh cảnh thượng vị thần, đều muốn vì đó kiêng kỵ run rẩy. Hắn mặt ngoài tu vi, chẳng qua là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ phóng thích ra ma khí uy thế, lại là kinh người đáng sợ. Thiên ma hóa huyết trưởng. Nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng quát, Ma Phi Thiên xuất thủ trước, một trưởng mang theo thao thiên ma uy, chấn sát hướng Diệp Thần. Phật tổ chân kinh, chiếu rõ hư không, mở. Diệp Thần mặt không đổi sắc, lục thành trạng thái, đầy đủ hắn ứng đối Ma Phi Thiên thế công, hắn lập tức thi triển Phật tổ chân kinh diệu pháp, chiếu rõ hư không mở ra, sau lưng hiển hóa ra một tôn cao ngàn trượng kim quang pháp tướng, như lớn bồ đề, đại bồ tát, toát ra không biết sợ, lớn sáng chói hoa quang, Phật khí rộng rãi, chiếu rõ hết thảy hư không. Diệp Thần một trưởng đẩy ra, bài sơn đảo hải, Phật quang nổ tung, gột rửa hắc ám, tích dịch vạn ma. Làm hai người tay cầm đối bính, kinh thiên sóng khí chính là nổ tung, Phật quang cùng ma khí va chạm nổ tung, bay vụt ra màu vàng kim cùng hắc sắc quang mang, huyễn mắt người mắt. Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên thân hình, các lùi lại ba bước, này vừa thấy mặt giao phong, đúng là đấu cái thế lực ngang nhau. Thấy thế, ở đây người xem một hồi oanh động, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thần thất bại, không nghĩ tới bây giờ thoạt nhìn, Diệp Thần hoàn toàn có lực đánh một trận. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Diệp Thần, nghĩ không ra người Phật Pháp nền tảng, thâm hậu như thế. Ma Phi Thiên nhìn xem Diệp Thần sau lưng kim quang Pháp tướng, nhẹ gật đầu, lại nhanh lệ nói. Bất quá đáng tiếc, hắn cuối cùng còn không thành Phật, chỉ sợ cũng ngăn không được ta thiên ma uy áp. Tiếng nói vừa ra, Ma Phi Thiên thân thể cấp tốc vặn vẹo, bành trướng, chảy ra ô uế cùng vẩn đục đồ vật, sau lưng soạt một tiếng, sinh ra một đôi đen nhánh cánh, cả người trở nên vô cùng dữ tợn ghê tởm, trực tiếp mở ra hỗn độn thiên ma tư thái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 542.